Chào các bạn, hôm nay là tuần thứ 10. Nội dung của chúng ta là chúng ta đi tới cái phần là mạch tuần tự. Thì trong mạch tuần tự đó chúng ta, đó là một cái mạch mà cái tín hiệu ngõ ra của nó sẽ phụ thuộc vào tín hiệu ngõ vào và cái trạng thái nhớ của cái tín hiệu ngõ ra trước đó. Vậy thì trong cái mạch tuần tự nó có một cái phần tử nhớ, được chưa? Thì hôm trước chúng ta cũng đã nghiên cứu các cái phần tử nhớ đó. Đó chính là cái gì? Cái chốt và cái lip lớp. Thì cái chốt là gì? Cái chốt thì chúng ta có một số cái chốt, ví dụ như chốt RS, rồi chốt D ha, chốt D. Thì đó là những cái phần tử nhớ. Mà đối với cái chốt là nó sẽ không có tín hiệu xung CK. Các bạn lưu ý ha, cái chốt nó không có tín hiệu xung CK. Cái trạng thái ngõ ra của nó thay đổi khi mà cái trạng thái ngõ vào của nó thay đổi ha, tùy theo cái chốt này là như thế nào. Rồi còn lip lớp thì nó cũng giống như cái chốt, tuy nhiên cái trạng thái ngõ ra nó thay đổi chỉ khi có cái xung CK tác động vào. Và cái xung CK trong cái lip lớp đó, cái xung CK trong lip lớp thì chúng ta sẽ thấy nó tác động bởi cạnh xung chứ không có mức xung, có nghĩa là nó sẽ tác động bằng cạnh lên hoặc là cạnh xuống của cái xung. Cạnh lên có nghĩa là khi mà cái xung nó đi từ mức 0 lên mức 1 gọi là cạnh lên. Còn cạnh xuống là khi mà cái xung nó đi từ mức 1 xuống mức 0, nó gọi là cạnh xuống. Được chưa? Đó là tùy theo cái con lip lớp mà chúng ta sử dụng hoặc con IC, thì cái trạng thái của cái xung CK nó sẽ phụ thuộc vào cái cạnh xung chứ không có phải là mức xung. Bạn lưu ý nha. Rồi, thì chúng ta cũng tìm hiểu được các cái loại lip lớp, trong đó có lip lớp ví dụ như lip lớp RS nè. Rồi lip lớp T, rồi lip lớp D, rồi lip lớp ZK, rồi vân vân, một số cái dạng đó ha. Thì đó là những phần tử nhớ. Hôm nay thì chúng ta sẽ, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nội dung tiếp theo, đó là cái phần counter. Counter đây là một cái phần cũng rất là quan trọng trong cái phần mạch số này. Nó làm cơ sở cho chúng ta tìm hiểu những cái nội dung của những cái môn học phần tiếp theo, ví dụ như môn học phần quy điều khiển hay là một học phần trong các phần pin là C. Khi chúng ta học tới cái phần logic lập trình được đó, pin là C đó, thì chúng ta sẽ gặp lại cái counter. Và cái counter là cái cơ sở để chúng ta xây dựng các cái hệ thống sung clock, cái bộ timer trong các cái hệ thống điều khiển hoặc là các hệ thống nhúng. Vậy thì chúng ta xem cái bộ đếm cái counter nó là gì, và hôm nay chúng ta xem coi nó có bao nhiêu loại cái counter ha. Thì bộ đếm là một cái hệ tuần tự mà nó có một cái xung clock đi vào và có nhiều ngõ ra. Cái xung clock chính là cái xung đếm, còn cái ngõ cái nhiều ngõ ra nó chính là cái giá trị của cái bộ đếm. Và giá trị này nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng ngõ ra. Ngõ ra nó chính là một cái số nhị phân đó các bạn. Vì ngõ ra nó chính là cái ngõ ra của các cái lip lớp. Ở trong đây chúng ta nội dung của ví dụ như chúng ta sẽ có đếm, ví dụ như cái đây là một cái trạng thái đếm, được gọi là trạng thái đếm. Ví dụ như bộ đếm chúng ta sẽ có ba cái ngõ ra tương ứng với 3 bit chẳng hạn gì, thì nó có thể đếm từ 0 về trạng thái này sang trạng thái này, sang trạng thái này, sang trạng thái này, sang trạng thái này và quay về đây. Thì đây được gọi là một cái vòng đếm ha, vòng đếm. Thì bộ đếm á, các bạn có thể suy nghĩ đơn giản, bộ đếm nó là một cái tổ hợp, hay nói khác là nó là một hệ tuần tự, trong đó nó có một cái xung clock đi vào ha, có một xung clock đi vào và nó có nhiều cái lip lớp được liên kết với nhau, và ngõ ra của lip lớp chính là ngõ ra trạng thái của bộ đếm, được chưa? Đó. Tùy theo cách người ta liên kết các lip lớp lại với nhau, tùy theo người ta kết nối các lip lớp, tùy theo cái xung đếm mà người ta sẽ có những mạch đếm khác nhau. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các cái loại mạch đếm. Thì thực ra nó có hai dạng thôi. Rồi bộ đếm thì chia làm hai loại các bạn. Các bạn lưu ý nha, bộ đếm thì ta chia làm hai loại, đó là bộ đếm nối tiếp, khái niệm bộ đếm nối tiếp, gọi là bộ đếm bất đồng bộ. Bộ đếm nối tiếp, tại sao nối tiếp? Thì là bộ đếm mà ngõ ra của lip lớp phía trước sẽ là ngõ vào của lip lớp, của cái xung clock của lip lớp phía sau. Đó.
À, đây hay nói khác là cái bộ đếm nối tiếp, có nghĩa là người ta sẽ liên kết các clip lớp lại với nhau bằng cách là người ta lấy cái ngõ ra của con clip lớp phía trước gắn vào cái xung lóc của con clip lớp phía sau, và cứ thế người ta cứ nối ra, muốn bộ đếm bao nhiêu thì người ta sẽ cứ 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 nối như như vậy. Thì cái bộ đếm được gọi là bộ đếm nối tiếp, bộ đếm này được gọi là bộ đếm bất đồng bộ. À, tại sao bất đồng bộ thì ngồi chúng ta thể ta xem. Cái bộ đếm thứ hai là bộ đếm song song, đó gọi là bộ đếm đồng bộ. Thì đây là bộ đếm mà ngõ vào xung cờ lóc của các lớp lớp này sẽ được nối chung với nhau. À, rồi ở đây cơ bản các bạn sẽ thấy, tôi sẽ làm cái rồi cơ bản cái bộ đếm thì nó có gồm có nhiều cái clip lớp như này các bạn ha. Tôi cơ bản nó có nhiều cái clip lớp đó. Thì clip lớp thì nó sẽ có ngõ ra cái này clip lớp ha, cái này cũng clip lớp. Ở đây ngõ ra ví dụ như này là Q1, Q2, Q3. Rồi, thì đối với cái bộ đếm nối tiếp á, là tại sao nó nối tiếp? Chúng ta dựa vào cái tín hiệu xung clock mà chúng ta biết nó nối tiếp hay nó song song. Cái bộ đếm nối tiếp là bộ đếm mà xung clock ngoài chính đưa vào con clip lớp đầu tiên, sẽ đưa vào con clip lớp đầu tiên này gọi là CK. À, ví dụ như tôi cho nó tác động mạnh lên đi chẳng hạn gì, hồi nãy chúng ta khoan không quan tâm này. Thì cái xung mỗi con này thì nó có một cái xung clock phải không? Thì cái ngõ ra của con clip lớp phía trước này sẽ đưa vào xung clock của con clip lớp phía sau. Đó. Cứ thế. Do đó cái bộ đếm này được gọi là bộ đếm nối tiếp. Cơ bản các bạn hiểu gì ha? Có nghĩa là người ta dựa vào cái tín hiệu xung clock đưa vào các clip lớp mà mình biết đó là bộ đếm nối tiếp hay bộ đếm song song. Thì cơ bản các bạn hiểu gì nữa ha? Đây là bộ đếm nối tiếp. Bộ đếm liên tiếp hay còn gọi là bộ đếm bất đồng bộ ha, bất đồng bộ. Cái khái niệm bất đồng bộ này ý nói là cái xung đồng hồ các bạn, cái xung clock, cái xung clock giữa các cái clip lớp này nó không có đồng bộ với nhau, nó gọi là bộ đếm không đồng bộ, được chưa? Rồi tương tự chúng ta sẽ có cái mạch đếm song song. Ví dụ tôi cũng có ba cái clip lớp như thế này, đây là cái mô hình để các bạn hiểu thế nào là bộ đếm song song, bộ đếm nối tiếp thôi ha. Còn cụ thể hồi nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đối với bộ đếm song song á, thì các bạn sẽ thấy cái xung clock của nó sẽ đi vào, ví dụ đây là cái xung clock của con clip lớp này, đây clip lớp, clip lớp 1 có ngõ ra là Q1, Q1 ha, cái này clip lớp 2. Có ngõ ra là Q2. Cái phần tử cơ bản của cái mạch đếm chính là cái clip lock Q3. Miễn nói tới mạch đếm là các bạn biết phần tử nó là mạch đếm, một ngõ ra của mạch bộ đếm tương ứng với một số nhị phân và một bit của số nhị phân tương ứng với một cái clip lock. À, đó là cái cơ bản về clip lock, cơ bản về mạch đếm đó. Rồi, vậy bộ đếm song song là bộ đếm mà các bạn sẽ thấy cái xung CK nó sẽ đưa nó giống nhau. Đó, đây là xung CK. Đây là cái đặc điểm mà mình biết đó là bộ đếm song song hay bộ đếm nối tiếp. Xung CK chúng ta đưa các cái clip lớp này chúng ta đưa đồng thời vô như thế này. Còn trên này bộ đếm nối tiếp là xung CK chúng ta của con trước. Ngõ ra con trước sẽ làm xung CK của con phía sau. Ở đây được gọi là bộ đếm song song. Được chưa? Bộ đếm song song hay còn gọi là bộ đếm đồng bộ. Đồng bộ ý là nói là trạng thái của xung đồng hồ, xung CK. Các bạn lưu ý nha.
đồng bộ này ý nói là cái xung Sika đưa vào các cái con clip lớp này nó đồng thời với nhau, do đó nó được gọi là đồng bộ. Còn xung Sika của các con clip lớp này nó sẽ đưa không có đồng bộ hoặc đồng thời, do nó được gọi là bất đồng bộ ha. Các bạn chỉ cần nắm cái thế nào là bộ điểm nối tiếp và bộ điểm song song là cơ bản đầu tiên chúng ta tìm hiểu nó là gì là được rồi, được chưa? Rồi nắm được chưa? Rồi tiếp theo ha, bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái bộ đếm nối tiếp, nó gọi là asynchronous counter, có nghĩa là bộ đếm bất đồng bộ. Thì trong bộ đếm thì các bạn ví dụ bộ đếm nó sẽ tạo ra một cái con số đếm ha. Bộ đếm nó sẽ tạo ra con mục đích của bộ đếm là nó sẽ tạo ra số đếm, và cái số đếm đó tùy theo cái cách chúng ta tạo ra bộ đếm mà nó sẽ có các cái dạng là đếm lên hay là đếm xuống ha. Vậy là bộ đếm chúng ta sẽ có là trong bộ đếm thì chúng ta sẽ có đếm lên ha. Đếm lên hoặc đếm xuống, chúng ta có hai chức năng là đếm lên nó gọi là cao up và đếm xuống gọi là cao down. Ví dụ đếm lên, ví dụ đếm từ là 0, 1, 2, có nghĩa là cái số nhị phân, cái ngõ ra của nó đó nó sẽ tăng lên sau mỗi cái xung clock, được gọi là đếm lên. Còn đếm xuống có nghĩa là khi chúng ta tác động xung CK vào thì cứ sau mỗi một cái xung CK, một cái cạnh của xung CK thì cái giá trị ngõ ra của bộ đếm đó, cái số nhị phân ngõ ra bộ đếm đó, nó sẽ giảm. Ví dụ như nó đếm từ 8 rồi 7 rồi 6 rồi 5 rồi 4 rồi 3 ha. Thì cái đó để chúng ta phân biệt giữa đếm lên và đếm xuống, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái bộ đếm bây giờ tôi nói cái này cái để cho các bạn nắm tổng quan về bộ đếm cái ha. À, cái chỗ này đi. Rồi chúng ta có bộ đếm thì chúng ta sẽ có là đếm đồng bộ hoặc bất đồng bộ, được chưa? Rồi tiếp theo á là về bộ đếm chúng ta có hai chia là đồng bộ hoặc bất đồng bộ. Đếm chúng ta có hai loại là đếm nối tiếp và đếm song song ha. Có hai loại là nối tiếp và song song. Thì trong đếm nối tiếp và đếm song song này á, được chưa, thì chúng ta sẽ chia ra làm hai cái kiểu đếm là đếm lên, đếm lên cả hai này ha, và đếm xuống. Rồi trong phần đếm lên hay đếm xuống này nó có trường hợp, nó có ba trường hợp xảy ra nữa. Là thứ nhất là xin lỗi, nó có hai trường hợp nữa, có nghĩa là đếm đầy đủ và đếm không đầy đủ. Ha, đó là cái để các bạn hình dung được. Ví dụ như bộ đếm nối tiếp á, thì chúng ta sẽ có bộ đếm nối tiếp, đếm lên và đếm xuống. Cái bộ đếm lên này á, nó cũng sẽ có là đếm lên đầy đủ hoặc đếm lên không đầy đủ. Đếm xuống cũng vậy, đếm xuống đầy đủ và đếm xuống không đầy đủ. Ha, thì nó mỗi một cái loại nó có những dạng gì. Đếm lên đếm xuống thì chúng ta biết rồi ha, còn đếm đầy đủ là sao và đếm không đầy đủ là sao? Đếm đầy đủ có nghĩa là gì? Đếm đầy đủ có nghĩa là ví dụ như bộ đếm của chúng ta có 3 bit, ngõ ra có ba ngõ ra. Nếu mà có ba ngõ ra thì chúng ta sẽ có được gọi là 3 bit, được chưa? 3 bit thì nó sẽ đếm từ số 0, nếu mà đếm lên thì đếm từ số 0 đến là 2 mũ 3 trừ 1, được gọi là đếm đầy đủ. Có nghĩa là nếu mà 3 bit thì nó sẽ đếm từ số 0 đến số 7 là gọi là đếm đầy đủ, được chưa? À, này gọi là đếm đầy đủ. Còn nếu như mà nó đếm từ số 3, ví dụ đếm từ số 3 đến số 7, trường hợp này là gọi là đếm 3 đến 7 hoặc là 0 đến đến 5 hoặc là 1 đến đến 6 chẳng hạn gì, thì những trường hợp này gọi là không đầy đủ. Các bạn nắm được ha.
số cái ý mà để tôi nói cho các bạn ha. Đếm đầy đủ có nghĩa là ví dụ như ngõ ra của chúng ta là có, ví dụ như chúng ta có ba ngõ ra có nghĩa là 3 bit, thì chúng ta phải đếm từ 0 đến 2 mũ 3 trừ 1. 2 mũ 3 là 8 trừ 1 7, vậy là nếu mà để đếm từ 0 đến 7 thì gọi là đếm đầy đủ. Được chưa? Hoặc là ngược lại, hoặc là ngược lại, nếu mà đếm xuống là nó đếm từ giá trị là cao nhất nè, nó đếm xuống tới 0, nó đếm đầy đủ. Những trạng thái đó gọi là đếm đầy đủ. Còn trường hợp là nó đếm từ ví dụ như từ số 3 đến số 7, hoặc là số 0 đến số 5, hoặc số 1 đến số 6 vân vân, những trường hợp khác thì nó gọi là đếm không đầy đủ, có nghĩa là nó đếm không đủ hết các trạng thái của nó đếm không hết các trạng thái của cái bộ đếm này, được gọi là đếm không đầy đủ. Thì chúng ta sẽ có những cái dạng đếm như vậy ha. Hay nói tổng quát, nếu mà chúng ta có n ngõ ra thì bộ đếm của chúng ta được gọi là bộ đếm n bit. Thì nếu mà đếm đầy đủ á, đếm đầy đủ thì nó phải đếm từ 0 đến 2 mũ n trừ 1. Còn đếm này không đầy đủ là trường hợp còn lại, không đầy đủ. Là trường hợp khác. Có nghĩa là nó đếm không đầy đủ, nó không để đếm không hết các cái trạng thái của nó. Ha, tổng quát thì chúng ta nói vậy. Rồi, tổng quát thì chúng ta có cái những cái thành phần như thế của u đếm ha. Đó là chúng ta nhìn tổng quan, tổng quát hệ thống đếm. Rồi tôi nhắc lại ha. Trong cái bộ đếm thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm bộ đếm dựa vào sung si ca để chúng ta phân biệt. Đó là đếm đồng bộ, là các sung si ca nó gắn cùng với nhau của các clip lớp. À, nếu mà si ca nó gắn không cái sung si ca của con phía trước của con này nó lại lấy là ngõ ra của con phía trước, vậy được gọi là bộ đếm không đồng bộ, hay nó gọi bộ đếm nối tiếp. Trong bộ đếm song song hay bộ đếm nối tiếp thì chúng ta sẽ có hai dạng đếm, là đếm lên và đếm xuống. Và trong dạng đếm lên hay đếm xuống thì nó sẽ có hai trường hợp, đó là đếm đầy đủ và đếm không đầy đủ. Đếm đầy đủ có nghĩa là trong trường hợp nếu như chúng ta có n ngõ ra hay gọi là n bit, thì chúng ta nếu mà đếm đầy đủ thì chúng ta phải đếm từ số 0 đến 2 mũ n, hoặc là đếm từ 2 mũ n trừ 1 về 0. Đó được gọi là đếm đầy đủ. Còn những trường hợp khác thì được gọi là đếm không đầy đủ. Rồi. Đó là một cách tổng quan về cái hệ thống bộ đếm mà chúng ta sẽ khảo sát. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát bộ đếm nối tiếp này trước. Chúng ta sẽ khảo sát bộ đếm nối tiếp này trước. Bộ đếm nối tiếp này chúng ta khảo sát bộ đếm nối tiếp, rồi bộ đếm lên và đếm xuống, đếm đầy đủ và đếm không đầy đủ. Rồi. Đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ thấy đây là bộ đếm đầy đủ. Đây là bộ đếm đầy đủ ha. Rồi tôi sẽ scope cái này để cho. Rồi các bạn chờ tôi tí ha. Để tôi gửi cái này cho các bạn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ scope cái này nha. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đi cái bộ đếm đầy đủ. Đây là bộ đếm nối tiếp nha bạn. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy đây chúng ta sẽ có ba lớp, có nghĩa là có ba cái ngõ ra là Q1, Q0, Q1, Q2. Và các bạn thấy nha, cái đây là Sumsika chính đưa vào này. Đây là cái mạch ha các bạn nhé. Đây là Sumsika chính chúng ta đưa vào. Và các bạn nhớ cái xung Sika này các bạn thấy dấu tròn, có nghĩa là nó tác động cạnh xuống của xung lắm. Đối với mạch đếm nối tiếp thì cái cạnh đối với mạch đếm nối tiếp đó các bạn, cái cạnh xung nó rất là quan trọng nha. Cái cạnh xung nó quan trọng đối với bộ đếm nối tiếp. Mình nhắc lại, đối với bộ đếm nối tiếp là cái cạnh xung nó rất quan trọng. Trong trường hợp này là cái xung nó tác động cạnh xuống, tại vì nó có dấu tròn này các bạn ha, được chưa? Và người ta đây người ta sử dụng cái clip lớp T ha, người sử dụng clip lớp T. Đặc điểm của clip lớp T là gì, ai còn nhớ đặc điểm clip lớp T là gì các bạn? Clip lớp T mà khi mình cho cái T nó lên bằng một á, thì khi có xung CK thì cái ngõ ra Q của mình nó sẽ đảo trạng thái. Đó là đặc điểm của clip lớp T đó ha. Các bạn nào không nhớ thì chúng ta sẽ xem lại cái clip lớp T này. Đây clip lớp T nè các bạn ha. Nếu mà chúng ta cho T bằng một nè, nếu mà chúng ta cho T bằng một á, thì khi mà có xung CK thì cái Q nó sẽ đảo. Các bạn thấy nè, khi mà t bằng 1 thì khi bằng 1 á, thì khi mà có xung Sika thì cái Q nó sẽ thành đuôi đảo, nó đảo trạng thái lại đó. Thì các bạn nhớ đặc điểm đó nha. Do đó này người ta cho cái Q, người ta kéo cái t nó lên bằng 1 hết, có nghĩa là khi có xung Sika lên thì cái ngõ ra Q này nếu bằng 0 thì nó thành 1, còn 1 thì thành 0, cứ vậy. Và các bạn thấy là ngõ ra của cái xung của con thứ nhất này là cái clip lớp này, gọi là clip lớp 1 ha. Cái này clip lớp 2, cái này clip lớp 3. Thì ngõ ra con thứ nhất sẽ nối vào ngõ vào của xung Sika con thứ hai, và cái này nó cũng tác động bằng xung cạnh xuống ha. Tương tự vậy, xung cạnh xuống, được chưa? Và các bạn lưu ý nè, cái giá trị chúng ta lấy ra là một số nhị phân, số nhị phân. Và cái số nhị phân á là cái số bên đây này, gọi là số người ta để MSB này, có nghĩa là cái số có trọng số cao nhất, được chưa? Số này là số có trọng số cao nhất, các bạn nắm được không? Nếu mà chúng ta biểu diễn số, nếu mà chúng ta biểu diễn thành một cái bảng á thì chúng ta có để là Q2 nè, rồi Q1 nè, Q0 nè. Thì nếu mà cái này là đếm, này là đếm đếm lên thì nó sẽ đếm từ 0 0 0 à, rồi tới là 0 0 1. Nếu mà chúng ta có cái xung Sika, ví dụ đây là xung Sika nè, cái này cạnh xuống, tôi để cạnh xuống như là như này ha. Đầu tiên cứ kích xung cạnh xuống này nè, cạnh xuống nè các bạn, đây là xung cạnh xuống. Ở đây giảng độ xung để cho các bạn thấy ha. Cái này được gọi là bộ đếm lên cao ốc. Thì khi tác động xung Sika cái, ví dụ đầu tiên á là nó bằng không hết các bạn, đầu tiên cái này bằng không hết ha, thì kích xung Sika cái kích cạnh xuống cái, thì các bạn thấy nè, ở đây Q2 nó bằng không, này bằng không, nhưng mà do cái này tác động xung Sika con đầu tiên nè, thì cái ngõ ra nó không, nó đảo lên một nè, từ không nó đảo lên một, nó đảo trạng thái nè, được chưa? Được chưa? Từ không nó đảo lên một đó, các bạn thấy không? Vậy là chúng ta được trạng thái là 001 nè. Cái này là, ôi xin lỗi, đúng rồi, không 0 1, được chưa? Nè, 0 nè. Chỗ này tại chỗ này 0 nè. 0 nè. Nó lên 1. Và nó giữ tới khi nào có xung Sika tiếp theo thì nó mới tác động nữa. Nếu mà này có xung Sika tiếp theo á thì các bạn thấy thằng Q0 á, bây giờ chúng ta xem Q0 nha.
Xung Shika tiếp theo thì các bạn thấy là gì? Là từ mức 1 nó sẽ chuyển thành mức 0, tại vì nó đảo trạng thái mà hồi nãy nó 1, bây giờ có Xung Shika thì chuyển thành mức 0. Tương tự vậy các bạn thấy nếu mà có Xung Shika nữa thì từ 0 lên 1. Cứ thế, có Xung Shika thì nó đảo, có Xung Shika thì nó đảo. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, cái thằng Q0 này là nó làm Xung Shika cho thằng phía sau. Vậy thì khi nào mà có Xung Shika thì nó sẽ làm cho cái thằng phía sau đảo trạng thái. Được chưa? Chỗ này có Xung Shika này làm cho đảo trạng thái. Chỗ này có Xung Shika làm đảo trạng thái. Ha. Rồi tiếp theo thì cái thằng Q1 này nó làm cái Xung Shika cho thằng sau. Vậy thì Q1 là Xung Shika cho thằng phía sau, vậy là khi nào có cạnh xuống thì nó đảo trạng thái. Thì khi nào cạnh xuống nó đảo trạng thái. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem cái số nó xuất ra nè. Thì các bạn thấy nếu mà tại thời điểm Xung Shika đầu tiên, Xung Shika đầu tiên chúng ta thấy là 001, nếu mà chúng ta đọc theo cái chiều này á, Q2, Q1, Q0 chúng ta thấy 001. 001 rồi. Rồi nếu mà có Xung Shika tiếp theo, Xung Shika tiếp theo thì chúng ta lấy là 010. Đúng chưa? 010. Rồi nếu mà có Xung Shika tiếp theo nữa là gì? 011. Đúng chưa? Nếu mà có Xung Shika nữa là 011. Rồi tương tự vậy, nếu mà có Xung Shika nữa thì chúng ta có là gì? 100. Nếu Xung Shika nữa là 100. Đó. Thì nếu mà theo này thì chúng ta sẽ thấy cái số đếm của mình sẽ liên tục nó sẽ tăng lên. Cái này là 101, tương tự vậy ha. Rồi tiếp theo có Xung Shika nữa là 110. Nếu mà có Xung Shika cuối cùng nữa là 111, thì đó là xung cuối cùng chúng ta thấy nó lên 1 hết rồi các bạn. 111. Và khi kích Xung Shika nữa, Xung Shika nữa. Ê, xin lỗi, cái này là này 111 nè các bạn, đây là 111 nè. Và kích Xung Shika cuối cùng thì nó sẽ về 0 hết, là 000. Có nghĩa là nó reset lại ban đầu. Được chưa? Vậy là trong trường hợp này khi mà chúng ta kích Xung Shika thì nó sẽ đếm từ 0 và 1 2 3 4 tới thứ 7, 7 xong nếu kích thì nó sẽ quay về số 0. Đây là được gọi là đếm lên. Rồi các bạn thấy ha, đó là mặt đếm lên. Được chưa? Đó, vậy là chúng ta sẽ có chúng ta đưa Xung Shika này, chuỗi Xung Shika này, đây là Xung Shika đưa vào. Và cái giá trị chúng ta lấy ra là tại này, nó là được một con số nhị phân. Nó có giá trị nó sẽ đếm lên như này. Được chưa? Qua trường hợp này người ta được gọi là đếm đầy đủ các bạn, đếm đầy đủ, đếm đầy đủ, có nghĩa là đếm đầy đủ hết tất cả những trạng thái, được chưa? Rồi tiếp theo, đếm đầy đủ ha. Bây giờ chúng ta xem cái này coi, cái mạch này coi nó đếm như thế nào. Mạch này các bạn thấy, các bạn mạch này được gọi là bộ đếm xuống, bộ đếm xuống. Bộ đếm xuống thì chúng ta thấy cái Xung Shika đây. Các bạn thấy là cái này Xung Shika tác động cánh xuống đúng không? Mạch đếm xuống thì cũng y hệt như mạch hồi nãy. Nhưng mà ở này người ta sẽ sử dụng liếp lớp JK, thực ra sử dụng liếp lớp T cũng được, không có gì hết. Ở này liếp lớp JK, nhưng mà người ta nói JK nấu lên một hết thì nó giống y hệt như liếp lớp T. Các bạn lưu ý ha. Tại sao mà khi JK nói lên 1 thì giống liếp lớp T, hôm trước tôi cũng có nói rồi đó. Nha. Trở lại cái liếp lớp JK này ha. JK mà các bạn thấy khi mà trường hợp mà JK bằng 1 hết á thì nó cũng đảo trạng thái nè. Khi chúng ta kích Xung Shika thì nó sẽ đảo trạng thái. Thì giống y hệt như liếp lớp T. Vậy chỗ này người ta để vậy đó, nhưng mà thực ra nó chúng ta có thể sử dụng liếp lớp JK khi mà chúng ta cho JK bằng 1 hoặc là chúng ta sử dụng liếp lớp T. Và đặc biệt ở chỗ này các bạn sẽ thấy chỗ này cái gì là gì, các bạn để ý nha. Đối với trường hợp này gọi là mạch đếm xuống thì các bạn thấy Xung Shika của mình là tác động cạnh lên, được chưa? Và cái Xung Shika, cái mạch y hệt nhưng mà người ta chỉ đổi lại cái Xung Shika thôi. Xung Shika các bạn thấy không, Xung Shika trong trường hợp này là nó tác động cạnh lên đấy các bạn, tác động cạnh lên. Cái mạch giống hệt hồi nãy nhưng mà cái Xung Shika nó tác động cạnh lên. Được chưa? Ngõ ra cũng y hệt vậy. Bây giờ các bạn xem cái trạng thái của nó. Khi có cạnh lên cái các bạn xem nha. Tôi mô tả nè. Bây giờ tôi mô tả con liếp lớp này khi Xung Shika vào
và tôi lấy ra cái quy không CK này, cạnh lên này, được chưa? Khi có cạnh lên thì ví dụ ban đầu nó bằng không hết nè ha, ban đầu nó bằng không hết thì khi có cạnh lên cái này các bạn, khi có cạnh lên thì cái quy không nó sẽ đảo trạng thái. Và tiếp theo đây có cạnh lên cái nữa đảo trạng thái từ 1 xuống 0. Tương tự gì, có cạnh lên đảo trạng thái, có cạnh lên đảo trạng thái từ 0 xuống 1, có cạnh lên đảo trạng thái từ 0 lên 1, có cạnh lên từ 1 xuống 0, có cạnh lên từ 0 lên 1, vân vân. Tương tự gì các bạn thấy chỗ này quy không, ngõ ra của quy không nó là cái xung CK của con phía sau, thì chúng ta được ra là cái ngõ ra quy 1. Vì quy 1 nó sẽ lấy cái này làm cái xung CK, vậy khi có cạnh lên nó sẽ đảo trạng thái từ 0 lên 1. Được chưa? Và khi có cạnh lên từ 1 xuống 0, khi có cạnh lên từ 0 lên 1, tương tự vậy. Rồi cuối cùng cái con quy 2 á, nó lấy ngõ ra của quy 1 nó làm xung CK, vậy quy 1 khi có cạnh lên của quy 1 thì chúng ta sẽ thấy thằng quy 2 nó cũng vậy, cũng lên 1. Và khi có cạnh lên thì từ 1 xuống 0. Và khi có cạnh lên là từ gì? Là từ 0 lên 1. Vì các bạn nếu mà chúng ta nhìn cái con số này nha, nhìn cái con số này, cái xung CK đầu tiên nhất á thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ lên là gì? 1 1 1, đúng chưa? Xung CK thứ hai là gì? Là 0 1 1. Xung CK thứ ba thì chúng ta thấy gì? Là 1 0 1. Và xung CK này là gì? Là 0 0 1. Xung CK này là gì? Là 1 1 0. Tương tự vậy là này gì? 0 1 0. Ở này là gì? Là 1 0 0. Và cuối cùng này là gì? Là 0 0 0. Vậy thì các bạn thấy nó phải nó đếm lùi không? Cái này là số 7 nè. Nếu mà chúng ta đọc cái này MB đã đọc nè. Số 7 nè, số 6 nè, số 5 nè, số 4 nè, số 3 nè, số 2 nè, số 1 nè, số 0 nè. Đúng không? Cái này số 7 nè, số 6 nè, số 5 nè, số 4 nè, số 3 nè, số 2 nè, số 1 nè, số 0 nè. Như vậy nó có phải đếm lùi không các bạn? Ha, nó gọi là đếm xuống. Có nghĩa là nó đếm từ giá trị cao nhất của nó và nó đếm dần về không. Và khi tác động xung CK tiếp theo thì nó sẽ trở thành con số là 1 1 1, vì nó đếm là con số số 7. Có nghĩa là tới đây rồi kích xung CK thì nó sẽ quay lại đây, nó đếm xuống tiếp nữa. Được chưa? Thì đó là cái bộ đếm đầy đủ mà đếm xuống đầy đủ không ạ? Thì trong cái bộ đếm nối tiếp là nó đơn giản gì thôi ha. Thì chúng ta sẽ thấy nó đếm lên hoặc đếm xuống, thì các cái giá trị đếm của nó các bạn thấy, giá trị đếm của nó các bạn sẽ thấy nó tương tự nha. Nó đếm lên hoặc để đếm xuống thì giá trị nó sẽ tăng hoặc là giảm theo tương tự là của con số nguyên, được chưa? Rồi đó là đếm đầy đủ ha. Bây giờ chúng ta trong trường hợp đổi xung CK, các bạn thấy trong trường hợp này đếm xuống mà sử dụng xung CK, đếm xuống mà chúng ta sử dụng xung CK mạch này mà đếm countdown, nhưng mà cái xung CK của mình tác động thấp à. Rồi này đếm lên sử dụng xung CK tác động cao à. Thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái vấn đề nữa là trong trường hợp nếu mà xung CK của chúng ta là xung CK tác động trong trường hợp này xung CK tác động cảnh số này, xung CK tác động cảnh số nè, xem như lớp này là lớp T hết đi các bạn, nó chính là lớp T lớp JK, mà hai cái này nó lợi chính là lớp T. Có nghĩa là chức năng là khi có xung CK thì Q nó sẽ đảo thôi ha. Thì cơ bản là nói gì, thì khi mà đây là mạch đếm xuống nha, nhưng mà xung CK tác động cảnh số thì thay vì hồi nãy nếu mà xung CK tác động cạnh lên á thì chúng ta lấy ngõ ra nó là từ chân quy, chúng ta đưa qua CK phía sau. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta muốn cho nó đếm xuống thì chúng ta lấy cái ngõ ra quy này chúng ta đưa vào đây. Nghe được chưa? Đó. Thì cái này nó có một cái sự thay đổi để cho các bạn nắm. Còn nếu như mà xung CK, nếu mà xung CK mà tác động cạnh lên, đây trường hợp là tác động cạnh lên. Nha. Xung CK của con lớp mà tác động cạnh lên đó, mà muốn đếm lên
thì chúng ta sẽ lấy cái ngõ gạch quy chúng ta nối vào xung sinh ca. Bạn nắm được không? Giữa cái đếm lên và đếm xuống của xung của cái này thì chúng ta cần phải lưu ý cái chỗ xung sinh ca của nó. Mạch đếm nối tiếp là cái cạnh tác động của xung sinh ca là rất quan trọng, các bạn lưu ý. À, bây giờ chỗ này tôi sẽ có một cái tổng kết này để cho các bạn hiểu nha. Tôi sẽ có một cái tổng kết ở đây để không thôi mình lộn tùng phèo hết. Các bạn thấy hồi nãy tôi nói á, ở trên này này để tôi nói này cho các bạn nắm. Đầu tiên chúng ta sẽ có mạch đếm lên á, thì xung si ca là tác động, cái này là tác động xuống ha, tác động cạnh xuống là tôi nói nó là đếm lên. Thì trong trường hợp tác động cạnh xuống mà nó muốn đếm lên á, thì cái xung si ca của con phía sau nó phải nối vào ngõ gạch quy của con phía trước, đúng chưa? Còn đối với mà đếm xuống á, thì nếu mà xung si ca tác động cạnh lên thì ngõ gạch quy sẽ nối về cái si ca của con này. Tuy nhiên nếu như mà cái xung si ca mà mình trong trường hợp này nó ngược lại nè các bạn, cái này mà khi người ta đếm lên nhưng mà cái xung si ca của cạnh lên nữa thì người ta sẽ nối ngược lại cái người ta sẽ nối ngược lại cái ngõ ra của con líp lớp phía trước nối vào phía sau. Tại vì con líp lớp nó sẽ có hai cái ngõ là ngõ quy và ngõ quy đảo, được chưa? Ngõ quy và quy đảo. Thì cái mạch này các bạn thấy nó trái ngược với cái mạch hồi nãy, để tôi làm cái phép so sánh này để cho các bạn thấy hai cái mạch của đếm lên trong trường hợp là hai cái xung si ca tác động khác nhau. Các bạn chờ tôi tí tôi làm nè. Bây giờ tôi sẽ copy cái này cho các bạn xem nha. Đây là một bộ đếm lên. Rồi tôi sẽ làm cái này cho các bạn thấy để bạn so sánh nha. Đây bộ đếm lên ha. Đếm lên đầy đủ nó sẽ có hai trường hợp. Rồi bây giờ thì các bạn để ý hai cái này ha. Rồi đây là hai mạch đếm lên, được chưa? Cái này cũng đếm lên nè, đếm này cũng đếm lên nè. Các bạn thấy gì? Cái mạch đếm lên ở trên đó là nếu mà xung si ca của mình tác động cạnh lên, nếu mà xung si ca tác động cạnh lên thì mà muốn nó đếm lên á, thì xung si ca của con phía sau á sẽ nối vào ngõ ra quy đảo của con phía trước. Còn nếu mà xung si ca tác động cạnh xuống á, thì để nó đếm lên á, thì cái xung si ca của con phía sau sẽ được nối vào cái quy của con phía trước. Các bạn thấy hai cái này nó khác nhau không? Cũng cùng đếm lên nhưng mà khi mà người ta đổi cái cạnh xung si ca thì cái cách mình nối xung si ca của con phía sau vào ngõ ra của con phía trước nó có sự thay đổi. Các bạn lưu ý nha, cái này là hết sức lưu ý. Chà, khi người ta kêu mình vẽ thiết kế cái mạch đếm mà xung si ca tác động cạnh lên mà người ta nói là phải đếm lên, thì mình phải nhớ lấy cái xung si ca từ ngõ ra quy, được chưa? Còn nếu như mà người ta kêu mình thiết kế mạch đếm lên nối tiếp mà cái xung si ca là xung si ca tác động xuống, cạnh xuống, thì khi đó cái ngõ vào xung si ca của con phía sau sẽ lấy từ ngõ ra quy của con phía trước. Đó, các bạn thấy à, nó khác nhau chỗ này. Khi mà đổi xung si ca thì chúng ta phải đổi cái ngõ ra tác động vào. Ha, cái này các bạn lưu ý nha. Do vậy một hồi nữa các bạn thấy cũng cùng một cái mạch này mà người ta sẽ thiết kế cái mạch vừa đếm lên vừa đếm xuống.
các bạn lưu ý nha, đếm lên thì cái xung Sika nó rất quan trọng, do đó việc lựa chọn cái xung Sika cũng rất là quan trọng. Rồi đối với đếm xuống thì sao, bây giờ tôi sẽ chụp hình cái phần đếm xuống cho các bạn xem. Này đếm lên phải không, bây giờ đây đây là đếm xuống, tôi sẽ copy cái phần đếm xuống thứ nhất. Đếm xuống nó cũng y hệt gì đó, đây đếm xuống phải không, và một cái đếm xuống nữa. Đây nè, đếm xuống nè. Thôi vậy tôi cho cái này qua bên này luôn đi. Đó, để dễ so sánh ha. Rồi. Tôi sẽ cắt để chung để tôi cho qua. Rồi, hai thằng này đều là cao đao hết. Được chưa? Rồi, hai thằng này đều là mạch cao đao hết, nhưng mà ở trên này là gì? Xung Sika tác động cạnh lên. Xung Sika tác động cạnh lên. Được chưa? Thì ngõ xung Sika này gắn vô cái quy. Tuy nhiên nếu mà xung Sika tác động cạnh xuống á, tác động cạnh xuống thì chúng ta sẽ gắn như quy đạo. À, không các bạn, các bạn nhớ nha, gắn như quy đạo của con quy trước. À, đó là cái sự so sánh để cho các bạn nắm ha. Vì là trong phần này cái phần được gọi là cái xung Sika đối với mạch nối tiếp nó rất là quan trọng. À, đếm lên đếm xuống thì chúng ta dựa vào trạng thái xung Sika để chúng ta biết là nối vào ngõ vào quy hay là quy đảo của con phía trước. Được chưa? Một cái nữa để tôi scope cái trường hợp này để cho các bạn nắm, một cái để đếm lên, cái đếm xuống. Rồi đó là cái so sánh, hai cái phần so sánh để các bạn có thể nắm được nha. Rồi được chưa, chúng ta nắm gõ cái này ha, để thôi nữa chúng ta lộn. Đó là bộ đếm đầy đủ. À, đây là một cái số cái mạch nè các bạn, cái mạch này người ta vừa cho nó đếm lên vừa cho đếm xuống nè các bạn, vừa đếm lên vừa đếm xuống. Thì bây giờ mình xem ha, nếu như mà xung Sika tác động cạnh này, xung Sika này là xung Sika tác động cạnh xuống, đây là cái mạch vừa đếm lên vừa đếm xuống nè. Vài bữa nữa có một cái đề tài cho các bạn sẽ làm mạch vừa đếm lên vừa đếm xuống ha. Đó. Ở đây xung Sika nè các bạn, xung Sika này tác động cạnh xuống nha, xung Sika tác động cạnh xuống. Thì nếu mà xung Sika tác động cạnh xuống á, các bạn để ý nha, nếu mà xung Sika tác động cạnh xuống vậy thì để đếm lên up, đếm lên up thì cái Sika của con phía sau nối vào cái gì? Nếu mà cạnh xuống thì Sika của con phía sau sẽ nối vào cái gì của con phía trước các bạn? Quy hay là quy đảo? Như nãy chúng ta thấy, nếu mà cạnh xuống mà đếm lên thì xung Sika sẽ nối vào quy của con phía trước, đúng chưa? Còn nếu mà xung cạnh xuống mà nếu mà đếm xuống đao thì xung Sika của con phía sau sẽ nói dạo gì? Nói dạo gì các bạn? Mới cái đọt đây nè. Nè, đếm xuống nè. Nếu như mà đếm xuống mà xung Sika là xung cạnh xuống, vậy thì cái ngõ Sika của con phía sau sẽ nói dạo quy đảo của con phía trước, đúng không? Quy đảo của con phía trước. Đây là cái trạng thái của mạch đếm này. Vậy thì ở đây người ta sẽ có một cái bộ này. Người ta đây có một cái bộ như thế này. Và người ta có chữ C á, là đếm lên hay đếm xuống. Cái đường này được cái chữ C này là
cái bit mà người ta dùng để điều khiển là đếm lên hay đếm xuống. Nếu mà cho C bằng 0 á là đếm xuống, ở C bằng 1 đếm lên. Tại sao? Ví dụ như người ta cho C bằng 0 đi. Bằng 0 á, bằng 0 chỗ này á thì chỗ này nó sẽ bằng 0. Và chỗ này nó sẽ bằng 1. Đúng chưa? 1 đây nè. 1 đây. Nếu mà bằng 0 bằng 1 đây á, bằng 0 thì cái con này nó khóa thì chỗ này nó bằng 0. Bằng 1 thì chỗ này nó mở, có nghĩa là nó nối cái này qua đây. Và cái cổng N này giống như nó nối vô đây. Hay nói khác là trong trường hợp này á, là nó sẽ đưa cái CK này sẽ nối thẳng về cái quy đảo này. Thì trường hợp đó gọi là đếm. Đếm xuống. À, đếm xuống. C bằng 0 là đếm xuống. Nè bây giờ mình đây là đếm xuống nè, thấy không? Thì CK sẽ nối vô quy đảo. Các bạn thấy không? CK sẽ nối vô quy đảo. Được chưa? Đó, mình thấy người ta chuyển logic nó như đó. Thực ra cái bộ này nè các bạn. Thực ra cái bộ này nè. Cái này giống như bộ đa hộp vậy đó. Nó có một cái bit điều khiển ha. Nó có một cái bit điều khiển là bit C. Nếu mà C bằng 0 á thì cho cái thằng quy này chạy qua đây. Còn C bằng 1 á là cho thằng trên này chạy qua. Đó, nó giống như đa hộp vậy đó. Được chưa? Rồi, bây giờ nếu mà trường hợp C bằng 1 thì sao? Ví dụ tôi cho C bằng 1 nằm bên đây đi. Cái này tương tự cho cái bộ phía sau này cũng vậy ha. C bằng 1 là đếm lên. Đếm lên có nghĩa là CK sẽ nối vào quy của con phía trước. Vậy nếu bằng 1 á thì tôi sẽ mô phỏng lại chỗ này cho các bạn xem ha. Nếu mà C bằng 1 thì chỗ này bằng 1 nè. 1 thì chỗ này bằng 1 nè. Và chỗ này bằng 1, chỗ này bằng 0 nè. 0 chỗ này bằng 0. 0 thì chỗ này nó sẽ khóa, do đó chỗ này lúc nào nó cũng bằng 0 hết. Còn đây bằng 1 thì nó cho phép cái này nối qua đây. Và đây là cổng O thì đây nó sẽ nối vô đây. Hay nói khác là khi bằng 1 á thì Q nó sẽ đưa vô xung CK. Được chưa? Vậy thì cái lúc đó nó sẽ đếm lên up. Được chưa? Vậy thì mình muốn mạch đếm lên đếm xuống thì chúng ta chỉ cần thiết kế mạch này. Khi mình cho cái C bằng 1 hay bằng 0 thì mình cái trạng thái ngõ ra nó sẽ đếm lên hay đếm xuống. Được chưa? Đó là phần giải thích cho cái mạch này. Và trong trường hợp này đấy là mạch đếm đầy đủ ha, đếm đầy đủ. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem mạch đếm đầy đủ thì rất đơn giản à. Hoặc là trường hợp này người ta thay bằng cổng SO. Thực ra nguyên cái đám này nè các bạn, nguyên đám này chính là SO, nguyên đám này chính là SO. Nguyên cái cụm này chính là cổng SO. Thì cái mạch này chứ cổng này cũng tương đương nhau. Tương đương nhau. SO là sao? Nếu như C bằng 0 á. Nếu như C bằng 0 thì cái ngõ C, ngõ ra này nó sẽ đảo với cái này. Cái này ngõ ra đảo có nghĩa là giống như chúng ta gắn với quy đảo. Còn mà C bằng 1 á thì cái ngõ ra của cổng SO này nó sẽ bằng cái ngõ vào của cổng còn lại. Ha. Đó. Thì cái trường hợp này thì nó sẽ cái mạch này, hai cái mạch này nó hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà người ta sử dụng cái cổng logic nó khác nhau. Nhưng mà về nguyên tắc nó hoàn toàn giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới thiết kế cái bộ đếm không đầy đủ. À, bây giờ chúng ta thiết kế bộ đếm không đầy đủ. Bộ đếm nối tiếp mà bộ đếm không đầy đủ. Ha, ví dụ như người ta muốn là bộ đếm không đầy đủ thực hiện một bộ đếm không đầy đủ thực hiện dựa vào bộ đếm đầy đủ, có nghĩa là để chúng ta thiết kế một bộ đếm mà giá trị đếm của nó không có đầy đủ là 2 mũ n thì chúng ta sẽ cũng phải dựa vào bộ đếm đầy đủ, có nghĩa là để chúng ta thiết kế mạch đếm không đầy đủ thì đầu tiên chúng ta phải thiết kế được mạch đếm đầy đủ. Được chưa? Xong sau đó chúng ta cần xác định trạng thái kế tiếp không mong muốn của vòng đếm không đầy đủ. Dùng trạng thái này để tạo ra tín hiệu tích cực để tác động vào cái ngõ reset hoặc ngõ clear để đưa bộ đếm về trạng thái ban đầu, được gọi là trạng thái reset. Thì ví dụ ha, cái này con lip lớp á thì nó sẽ có hai cái chân các bạn. Thường con lip lớp nó sẽ có ở trên con lip lớp thực tế các bạn nè, cái con lip lớp thực tế ha, để tôi cho các bạn xem. Đây con lip lớp thực tế thì các bạn sẽ thấy nó có thêm hai cái chân nữa, gọi chân clear và chân brow này. Để tôi giải thích thêm cái này.
đây là con clip lớp thực tế. Clip lớp thực tế thì ngoài những cái chân chức năng kia thì nó còn thêm hai cái chức năng phụ, gọi là chân clear, CL có nghĩa là chân clear. Còn chân này gọi là chân preset. Thì khi chân clear tác động á, clear có nghĩa là làm cho cái quy này bằng không. Vậy thôi. Ví dụ như clear này bằng 1 nè, khi cho chân này chân này bằng 1 nó sẽ tác động thì cái chân này nó sẽ bằng không. Và để cho clip lớp này hoạt động thì chúng ta sẽ nối cái trạng thái clear này, nếu bằng 1 á thì chúng ta phải nối xuống bằng không để cho nó không tác động, để cho công việc clip lớp này hoạt động. Có nghĩa là trạng thái tích cực của nó, trong trường hợp này đối với mạch này trạng thái tích cực của nó là bằng 1. Khi chúng ta cho bằng 1 thì nó sẽ tích cực, có nghĩa là gọi là quy nó sẽ bằng 0. Do đó muốn cho clip lớp này chạy thì phải chúng ta phải, khi chúng ta clear xong, tích cực xong thì chúng ta phải đưa nó về trạng thái không tích cực, có nghĩa là chúng ta đưa về trạng thái nó bằng 0. Còn nếu mà chân clear chúng ta thấy nó có dấu tròn chỗ này, có nghĩa là nó tích cực thấp, có nghĩa là bình thường chúng ta phải nói nó mức 1 để cho nó vô hiệu quả này. Còn chúng ta muốn clear nó ra thì chúng ta sẽ cho cái này nó bằng 0, thì khi đó nó tích cực nó sẽ clear, được chưa? Tương tự như reset có nghĩa chúng ta sẽ đặt lại, re là chúng ta đặt lại trạng thái, có nghĩa là reset có nghĩa là khi mà chúng ta cho cái reset này tích cực thì nó sẽ đặt cái ngõ cao quy nó sẽ bằng 1. Hay nói khác là cái chân re này và chân clear này á là nó dùng để đặt trạng thái ban đầu cho clip lớp, được chưa? Hoặc là chúng ta muốn đặt cái trạng thái ngõ cao quy của nó khi nào và giá trị nào thì chúng ta sẽ cho nó tích cực tương ứng với tín hiệu đó. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái mạch đếm phần đầy đủ của chúng ta để thiết kế ha. Mạch đếm đầy đủ là thiết kế rất là đơn giản, nhưng mà mạch đếm không đầy đủ thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ lưu ý chỗ này. Đó, chỗ này thì nó mới là vấn đề đây. Sử dụng thiết kế đây nè, ta cho nè. Ngõ vào reset và clear tích cực cao, có nghĩa tích cực cao có nghĩa là khi chúng ta cho mức 1 thì nó sẽ thực hiện chức năng là reset hoặc là clear. Thiết kế bộ đếm có M bằng 5, bắt đầu từ giá trị 0. Vậy là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đếm từ 0, 1, 2, 3, 4. Và khi tới giá trị số 5 á thì nó sẽ đưa về giá trị 0. Tới giá trị 5 thì nó sẽ đưa về giá trị 0. Được chưa? Các bạn nắm được không? Khi 5 thì nó sẽ đưa về giá trị 0. Thì ở đây thường á là chúng ta sẽ tạo ra một tín hiệu Z, tạo ra một tín hiệu để chúng ta reset lại bộ đếm. Có nghĩa là khi mà chúng ta khi người ta kêu mình thiết kế bộ đếm không đầy đủ thì bắt đầu người ta kêu mình đếm từ giá trị số mấy đến giá trị số mấy thì mình quay lại ha. Thì khi đó mình phải vẽ bản sự thật ra và mình xem cái giá trị mà người ta quay lại đó là giá trị nào. Có nghĩa là giá trị, ví dụ người ta kêu mình đếm lên có 5 trạng thái, đếm lên M bằng 5, có nghĩa là đếm 1, 2, 3, 4, 5. Và giá trị tiếp theo đó thì mình phải cho nó về 0, có nghĩa là quay về đây. Thì giá trị này nè chính là giá trị mà mình phải reset lại. Có nghĩa là khi đến trạng thái này thì mình phải reset bộ đếm lại cho nó bằng 0 hoặc là một giá trị nào đó tùy mình ha. Đó. Như vậy thì trong trường hợp này thì các bạn thấy người ta sẽ tạo ra một cái tín hiệu gọi là tín hiệu Z. Tín hiệu Z này dùng để reset hoặc là reset lại bộ đếm. Reset ở đây nó có hai nghĩa, có nghĩa là tác động vào tín hiệu clear để cho nó về bằng không hết, hay là tác động vào một cái tín hiệu preset để cho nó đặt lại một cái giá trị nào đó ha. Ví dụ như trong trường hợp này tôi nói trong cái ví dụ này nè, người ta sẽ clear bộ đếm về bằng 0 thì khi đó cái tín hiệu Z này sẽ được nối về cái chân clear của bộ đếm khi mà nó đếm đủ trạng thái, được chưa? Vậy thì khi nó đếm đủ trạng thái, người ta sẽ tạo ra một tín hiệu Z này bằng 1.
cái tín hiệu một này nó sẽ tác động vào cái tích cực vào cái chân clear để cho nó clear về reset, đặng nó đừng đếm những cái trạng thái tiếp theo nữa, tại vì đếm liên tục mà ha. Đó. Như vậy thì khi mà chúng ta lập bản sự thật cho cái thằng dắt này á, thì chúng ta sẽ thấy khi mà tới một á thì nó clear, thì chúng ta tới trạng thái này chúng ta không cần lập bản sự thật cũng được ha, chúng ta chỉ cần tới đây thì chúng ta sẽ thấy là dắt nó sẽ bằng gì, lập bản sự thật để đơn giản cho nó gọn thôi chứ không làm gì chứ ha, cho cái hàm nó ngắn lại thôi. Dắt chúng ta có thể dắt nó, chúng ta có thể nó sẽ bằng gì, Q2 rồi Q1 gạch nhân cho Q0. Thì cái này người ta có thể, đây còn hai trạng thái nữa người ta đưa vô bản sự thật để người ta gom lại thì nó chính là bằng Q2 nhân Q0, được chưa? Và các bạn thấy cái mạch nó như thế này đó. Thì đầu tiên cái mạch này các bạn thấy đầu tiên người ta sẽ không, người ta chưa cái thiết kế cái tín hiệu dắt, đó là mạch đếm đầy đủ 3 bit, vẽ mạch đếm đầy đủ là đếm đếm lên bình thường ha, xung CK tác động cảnh xuống thì đây là đếm lên. Và khi nào thằng Q2 và Q1 nó lên 1 thì khi đó cái tín hiệu dắt nó lên 1, tín hiệu dắt nó lên 1 thì nó sẽ đưa về tín hiệu clear để nó đưa về trạng thái không, được chưa? Nó clear hết này thì này nó sẽ ngõ này nó về trạng thái không, và khi về trạng thái không thì bắt đầu có xung CK vô nó đếm tiếp nữa, có nghĩa là cái mạch đếm mình sẽ đếm gì, trong trường hợp này thì mạch đếm mình nó sẽ đếm gì, mạch đếm từ mạch đếm không à, xung CK thứ nhất thì đếm không rồi đếm à, xung CK thứ nhất nè đếm giá trị này tới giá trị này tới giá trị này tới giá trị này tới giá trị này, và khi tới xung CK này á thì nó sẽ quay về gì, nó lia về bằng không đó. Vậy thì nó đếm từ đây rồi khi kích xung CK nữa tới đây mà kích xung CK nữa thì nó sẽ tự động nó quay về bằng không, thì trong trường hợp này nó sẽ đếm không đầy đủ ha, cái dòng đếm của nó là nó chỉ từ đây tới đây thôi à. Các bạn nắm được không? Rồi ví dụ như trong trường hợp người ta một cái trường hợp tiếp theo nữa ha, thì các bạn nắm được ha. Đó. Một trường hợp nữa là nó sẽ đếm và nó, trường hợp tiếp theo là nó đếm nhưng mà nó không quay về không các bạn, tức là khi tới trạng thái này rồi nó không có quay về không mà nó sẽ quay về một cái giá trị nào đó. Ví dụ đây nè, ví dụ sử dụng lớp VCK xung lớp này có tích cực thấp nè, các bạn lưu ý nha, lúc này là tích cực thấp nè, hồi nãy tích cực cao giờ tích cực thấp, thiết kế bộ đếm xuống có M bằng 5 và bắt đầu từ giá trị bậc 2, có nghĩa là đầu tiên vô chúng ta sẽ đếm từ giá trị số 2 rồi số 3 rồi số 4. Cái gì à, cái này cái này nó làm lộn không? Cái này thiếu, cái này số 2 nè à, bộ đếm gì ta à, cái này là đếm đếm xuống các bạn, cái này là đếm xuống, sử dụng lip lớp có xung clock cạnh xuống và nó vào tích cực thấp, thiết kế bộ đếm xuống à, thiết kế bộ đếm xuống có M bằng 5, có nghĩa là cái giá trị đếm bằng 5 và bắt đầu tầm giá trị là 2, vậy là nó cho 2 rồi xuống là 1 rồi xuống 0 0 rồi kích ngay nữa, có nghĩa là đếm đủ 5 trạng thái là 1 2 3, 1 rồi nó về 0 rồi quay về số 7 rồi quay về số 6. Rồi cái trạng thái tiếp theo là khi mà gặp trạng thái là 101 thì nó sẽ quay về gì, quay về đây để tôi scope cái này vô tôi. Rồi vậy là chúng ta sẽ đếm từ giá trị này ha, giá trị này tới giá trị này nè, tới giá trị này thì nó sẽ quay lại giá trị đó, đó là gọi là trạng thái đếm không đầy đủ, được chưa? Không đầy đủ thì đầu tiên chúng ta dẫn đầu tiên chúng ta sẽ dẫn cái này gọi là trạng thái dắt đó, chúng ta sẽ tìm ra được cái giá trị dắt ha, chúng ta tìm ra được cái biến dắt chỗ này, chiến dắt này chúng ta sẽ đầu tiên dắt này chúng ta sẽ cho bằng 1 hết, tại vì này tích cực thấp mà, cái ngõ là tích cực thấp thì bằng 1 nó sẽ không có tích cực ha. Rồi (cười)
cái này bằng 1, z bằng 1 hết. Nhưng mà khi nào tới ở đây các bạn sẽ thấy khi mà z nó sẽ tới với giá trị này nè thì nó sẽ bằng 0. Không. Tức gì bằng 0? Bằng 0 để nó gì? Nó tác động vào cái chân clear hoặc clear. Bar reset hoặc clear này để cho nó quay về giá trị này. Ở đây chúng ta thấy khi mà bằng 0 á thì nó quay về, làm sao để nó quay về giá trị là giá trị 2 này nè. Là cái vấn đề nữa. Khi mà giá trị 0 này nó sẽ tác động vào thì để cho nó về giá trị này á, thì cái z này nó sẽ phải tác động vào những cái clear hay là reset tương ứng của cái con này. Ví dụ như hồi nãy các bạn thấy á, cái tín hiệu nó quay về nó làm cho các con này bằng 0 hết. Thì chỗ cái lip lớp nào bằng 0 thì chúng ta sẽ đưa cái chân này vô cái chân gì? Clear. Còn con lip lớp nào bằng 1 á thì chúng ta clear khi mà chúng ta muốn ngõ ra quy bằng 0. Còn sẽ đưa vào cái chân bà re khi cái ngõ ra quy nào đó bằng muốn bằng 1. Được chưa? Các bạn nắm được không? Thì trong trường hợp này á, cái tín hiệu z của chúng ta quay về nó sẽ đưa vào cái con quy số 2 là nó bằng 0 nè. Thì vậy thì chúng ta sẽ đưa vào con quy 2 nó sẽ bằng vô quy 2 là chân clear. Còn vô quy 1 nó muốn về bằng 1 thì chúng ta sẽ đưa vào chân re. Còn cái con quy 0 này nó sẽ clear bằng 0. Có nghĩa là chúng ta mới đưa vào chân clear. Vậy các bạn thấy trong trường hợp này người ta sẽ tìm, đầu tiên chúng ta phải tìm ra được tín hiệu z một cái. Tín hiệu z này, cái ngõ ra z này. À, bằng cách là chúng ta sẽ vẽ bản sự thật để chúng ta tìm ra cái z nó bằng cái Q2 nhân cho Q1 đảo này. À, chúng ta tìm này bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta sẽ có bản sự thật nè, chúng ta lập cái, chúng ta có thể lập cái bản cặt náp để chúng ta tìm cho nó dễ. Đó, chúng ta có thể lập bản cặn náp để chúng ta tìm cho nó dễ. Ở đây là ví dụ như là Q2 Q1 Q0 này 00 01 10 11. Còn này là gì? Này là gì? Này là 0 1. Vậy là ở đây chúng ta sẽ có là những vị trí này là mang số 1 nè. Ví dụ như là số 0 mang số 1 nè. 0 nè. 1 2 0 1 2 0 1 2 rồi gì 7 67 đúng không? 67 đâu? 0 1 2 3 4. Ủa cái này 11 chứ này 10. 67 đây. Còn vị trí nào mà 0 1 0 1. 1 0 1 là đây. À vị trí nào 0. Còn những vị trí này bằng ít, đúng chưa? Đó, những vị trí này bằng ít. Những vị trí còn lại chúng ta không biết thì chúng ta cho bằng ít. Vậy đây chúng ta sẽ gom nhóm lại các bạn. Chúng ta sẽ gom nhóm lại, ví dụ như số 0 này chúng ta gom số 0 đi cho nó dễ. Hoặc chúng ta gom số 1 đi. Số 0 hoặc số 1. Số 1 thì chúng ta gom cũng được, nhưng mà chúng ta gom số 0 đi. Ví dụ như ta gom số 0, chúng ta gom này. Số 0 thì chúng ta gom ra gì các bạn? Mặn gì? Trong trường hợp này thì hai cái này mất, nó chỉ còn là gì? Q2 Q1 đảo. Này là Q2 cộng cho Q2 cộng cho Q1 đảo. Đó. Tại vì sao? Tại vì ở đây á, là chúng ta gom số 0, do đó cái trạng thái ra của chúng ta như thế này. Ủa xin lỗi, số 0 thì cái này không phải Q2 cộng Q1 đảo ha. 1 là Q2 đảo và Q1. Đó. Đấy.
là đây dắt chúng ta chết chúng ta có thể bằng này chúng ta lấy đề đề một găng ra này này thì chúng ta sẽ có là gì tới bạn thì nó chính là này nè ha thì cái này mà chúng ta lấy đề một găng hai lần thì nó chính ra này đó. Được chưa đó, chúng ta lấy đề một găng cái này thì ra này hoặc là chúng ta lấy đề một găng cái này thì nó sẽ ra này rồi vậy thôi thì chúng ta ra được cái dắt đi bây giờ chúng ta theo này ha cái dắt này chúng ta sẽ tác động vào nó là reset về mà thì thằng nào mà bằng không á cái lúc đớp nào mà muốn về bằng không á thì chúng ta cho cái tín hiệu dắt này gắn vào cái clear được chưa còn cái thằng nào bằng một thì chúng ta sẽ gắn vào bờ reset nó nguyên tắc nó gì thì chúng ta thấy đây thì trong mạch này chúng ta thấy cái dắt của chúng ta ra nó chính là bằng gì các bạn Q2 đây là Q2 nè rồi nhân cho Q1 đảo Q1 nè mà đảo có nghĩa là quy đảo rồi nó đảo lại đây rồi cái thằng nào bằng không thằng Q2 bằng không thì chúng Q2 chúng ta gắn vô clear thằng Q0 bằng không chúng ta gắn vô clear của Q0 thằng nào bằng một thằng số 1 bằng 1 thì cái ngõ này nó sẽ gắn vô cái clear đó như vậy thì khi mà nó đếm tới giá trị đếm xuống mà tới giá trị 101 á thì nó sẽ tự động đặt cái này bằng không đặt cái này bằng không đặt cái này bằng 1 và đặt cái này bằng không có nghĩa là ngay vị trí này xong sau đó chúng ta kích xung CK nó sẽ giảm tới thì đó là cái thiết kế của cái mặt đếm mà không đầy đủ đếm không đầy đủ và đếm từ một giá trị bất kỳ nào đó đến một giá trị bất kỳ nào đó à thì các bạn nắm được cái phương pháp là thiết kế không chơi tôi nói lại ha để thiết kế một bộ đếm không đầy đủ mà đếm nối tiếp thì cái cách đầu tiên nhất là số 1 quá là chúng ta vẽ bản sự thật của nó ra rồi vẽ bản sự thật để chúng ta xác định để chúng ta làm gì xác định cái giá trị đếm xác định giá trị đếm xác định xác định cái chuỗi đếm được chưa xác định chuỗi đếm từ cái việc xác định chuỗi đếm này chúng ta sẽ lập hàm z lập hàm z hàm z này chính là cái bằng cái trạng thái mà cuối cùng ha. Hàm z chính là cái trạng thái cuối cùng đếm cuối cùng đếm cuối sau khi làm z xong thì mình phải rồi đó là vẽ bản sự thật chúng ta xác định cái chuỗi đếm và chúng ta lập cái hàm z để đến cuối cùng thì trong hàm z này chúng ta lưu ý là chúng ta phải xem coi cái ngõ ra tác động của cái trong này chúng ta lưu ý cái ngõ tác động của tín hiệu ngõ tác động của trần clear hoặc là bar reset để chúng ta thiết kế nếu như mà ngõ tác động là bằng không thì chính cái z của chúng ta là chúng ta những cái trạng thái không tác động nó chúng ta cho bằng 1 còn khi nào tới cái trạng thái cuối này nè thì chúng ta sẽ cho nó bằng không hoặc là nếu mà trạng thái chân clear set này bằng 1 á thì chúng ta sẽ thiết kế cái z này ban đầu bằng không thì tới đó nó bằng 1 được chưa rồi cách số 2 á cái phương pháp số 2 á là chúng ta gì à chúng ta đưa cái hàm z ha à, chúng ta cách thứ hai cái phương pháp số 2 là chúng ta vẽ cái mặt đếm đầy đủ tương ứng
cái này chắc chắn quẻ mạch đếm đầy đủ tương ứng này chắc chắn chúng ta quẻ được, tại vì theo nguyên tắc là chúng ta phải biết cách tùy theo yêu cầu của chúng ta đếm lên hay là đếm xuống ha, đếm lên hay là đếm xuống, và cái xung si ca nó như nào đó thì dựa vào xung si ca người ta cho và mình mới vẽ được cái mạch đó đếm lên đếm xuống đầy đủ ha. Phần thứ tư thì chúng ta xác định giá trị để chúng ta quay về à, xác định giá trị chúng ta quay về. Về từ cái à, xác định giá trị quay về bằng cách chúng ta đưa tín hiệu Z, đưa cái Z, đưa tín hiệu Z này gắn vô cái preset hay là trên clear chưa. Nếu mà đưa về cho người reset, nếu như mà cái ngõ quay về của nó là bằng không, còn nếu xin lỗi reset, nếu mà ngõ quay về của chúng ta cần là bằng 1, còn clear nếu như chúng ta gắn vào cái lớp tương ứng của nó là giá trị không à, đó là chúng ta có 3 cách chứ không phải 4 cách, 3 bước ha, 3 bước cơ bản để chúng ta thực hiện cái bài toán này. Đó, bạn nắm được không? Đầu tiên là chúng ta phải vẽ bản sự thật để xác định cái chuỗi đếm. Sau khi chúng ta xác định chuỗi đếm xong thì chúng ta sẽ lập cái hàm Z ha, để chúng ta xác định trạng thái cuối ha. Và chúng ta tìm hàm Z bằng cách là chúng ta xác định cái ngõ tác động của cái chân này để chúng ta tìm hàm Z cho nó chính xác. Cái bước thứ hai là chúng ta vẽ cái mạch đếm đầy đủ tương ứng, có nghĩa là mạch đếm nếu người ta đi kêu đếm lên hay đếm xuống thì chúng ta vẽ ra cái mạch đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ xác định cái giá trị quay về, quay về đối với hàm Z này, có nghĩa là chúng ta lấy hàm Z chúng ta tác động vào chân clear hay chân và reset để cho cái giá trị quay về của nó là đúng ha. Được chưa? Thì đó là cái ba cái bước cơ bản để chúng ta thiết kế cái mạch này. Đó là thiết kế cái mạch đếm nối tiếp à, mạch đếm nối tiếp à, không đầy đủ. Ví dụ đi, bây giờ chúng ta sẽ ví dụ thử. Bây giờ ở đây là một những bộ đếm cụ thể à. Bây giờ tôi sẽ ví dụ ha, ví dụ bây giờ mình sẽ ví dụ ha, ví dụ chúng ta sẽ có mạch đếm, chúng ta có mạch đếm lên này đi. Bây giờ tôi lấy mạch đếm lên này đi, đếm lên này à, bây giờ tôi có mạch đếm lên này, bây giờ tôi vẽ lại ha. Rồi bây giờ tôi sẽ gửi cái này cho các bạn nha. Rồi đã xong rồi ha. Bây giờ tôi sẽ rồi bây giờ mình có cái mạch đếm lên cơ bản như thế này, và mạch đếm lên này cái chân preset này đây là cái chân tác động thấp nha, cái chân tác động thấp này là chân rì này, chân clear à, cái này chân rì cái này chân clear clear. Rồi bây giờ yêu cầu ha, yêu cầu thiết kế mạch đếm không đầy đủ m bằng 4 rồi, m bằng 6 bắt đầu từ
thôi, 4 thôi các bạn. Chơi dễ. Để cho các bạn dễ ha. Bắt đầu mở bằng 4. Bắt đầu từ 3 4 5 6, bắt đầu từ 3 và đếm lên. Đó, bây giờ chúng ta thiết kế gì? Thì để làm bài này có nghĩa là người ta yêu cầu đếm mình cái số, cái chủ đếm, cái giá trị đếm của mình là đếm 4 thôi. Và bắt đầu đếm từ số 3 và đếm lên, vậy chúng ta đếm là số 3, là số 4, là số 5, là số 6 nè. Rồi tới số 7 á, nó sẽ quay về số 3. Mọi người nha. Vậy đầu tiên, cái bước đầu tiên, bước 1 á, là chúng ta sẽ lập bảng trạng thái. Vậy là đối với trường hợp này chúng ta sẽ có gì? Trường hợp này thì chúng ta sẽ có 3 bit là Q2, Q1, Q0. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có là đếm bắt đầu từ, chúng ta cũng có thể là vẽ đầy đủ cái bảng này cũng được ha. 3 bit này chúng ta có thể vẽ đầy đủ. 0 0 0. Rồi 0 0 1. 0 1 0. 0 1 1. 1 0 0. 1 0 1. 1 1 0. Và 1 1 1. Được chưa? Đó. Nhưng mà cái giá trị đếm của mình á là nó sẽ đếm gì? Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái biến Z nè. Nó sẽ đếm từ giá trị số 3 trở đi. Bắt đầu từ nó đếm giá trị số 3 này nè. Số 3 này. Nó 3 này nó bếm nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, tới giá trị số 7 này. Nó đếm 4 trạng thái. Nó đếm từ đây tới đây. 1 2 3 4 đủ rồi. Tới cái giá trị này thì nó sẽ reset lại. Tới giá trị này á thì nó sẽ quay lại. Cái này á thì nó sẽ quay lại. Đó, nó reset lại đây. Vì đầu tiên mình đây là mình kể các bạn sự thật rồi đúng không? Tiếp theo mình sẽ tìm cái hàm Z. Z bằng gì? Ví dụ đây là trạng thái gọi ra là mức 0, vậy là tác động 0. Vậy trong trường hợp này mình sẽ không tác động nè. Tác động 0 thì chỗ này bằng 0 nè. Đó, chỗ này sẽ ngay chỗ này sẽ bằng 0, còn chỗ này bằng 1. Bằng 1, bằng 1, bằng 1. Và những chỗ này mình đông khe. Đó, mình sẽ tìm để mình tìm ra cái giắc. Được chưa? Vậy là từ đây mình sẽ xây dựng cái bảng sự thật để mình tìm được cái sách. Cái sách của mình cũng dễ thôi các bạn. Cái sách của mình bằng 3 thằng này lên 1 hết. Được chưa? Vậy là sách của mình nó sẽ bằng gì? Sách của mình bằng là Q2. Q2 đảo cộng cho Q1 đảo cộng cho Q0 đảo. Được chưa? Đó. Đó là cái cách của mình. Rồi bây giờ mình xác định cái thứ hai nữa nè. Đây là bước bước số 2 à, tìm sách. Xin lỗi, cái này là tìm sách ra ha. Bước số 2 là mình làm này nè. Rồi bước số 3 là mình gì? Bước số 3 mình vẽ cái trạng thái. Bước số 3 là mình làm gì ta? Để xem lại nha. Xác định giá trị quay về. Xác định giá trị quay về thì cái dắt của mình sẽ tác động vào đâu? Dắt của mình sẽ tác động vào chỗ nào bằng 0, chỗ nào bằng 1. Dắt sẽ quay về cái Q2 thì chúng ta sẽ gắn vào gì? Q2 thì nó bằng 0 là gắn gì? Clear. Gắn gì? Clear 2. Và nó sẽ dắt, nó sẽ gắn về gì? Nào bằng 1, Q1 với Q0 là pre 1 và gắn về pre rồi không. Nói với chị quay về chúng ta đó. Rồi, bây giờ cái này chính là cộng O ba cái này lại, cộng ba này lại. Có nghĩa là ngõ ra Q2 đảo. Q2 đảo là nằm dưới này nè. Q2 đảo.
Q2 đảo rồi Q1 đảo. Để chúng ta vẽ làm sao ta? Chúng ta có thể vẽ vẽ gì đi? Q2 đảo. Q1 đảo. Đó. O có nghĩa là ba cái này cộng lại thì chúng ta ra chỗ này z nè, được chưa? Cái z này nó về gì? Nó clear cái thằng gì? Thằng số 2. Vậy là chúng ta sẽ gắn vô cái này, chúng ta gắn vô cái clear số 2, được chưa? Cái ngõ ra của nó chúng ta sẽ gắn vô cái clear số 2, được chưa? Và nó sẽ gắn vào cái gì? Bờ reset và reset và reset của thằng 1 bằng 0. Vì thằng 1 bằng 0 chúng ta sẽ nói chung nha. Đó, nói chung nha. Và chúng ta gắn vô cái này. Đó. Vậy là các bạn thấy cái tín hiệu này nó sẽ quay về khi mà nó đếm tới cái giá trị là 111 quá, thì nó sẽ clear cái này để cho cái này về bằng 0, cái Q2 bằng 0 và hai cái này lên bằng 1, được chưa? Vậy là nó trở thành số 011. Thì cứ kích sung si ca thì nó cứ đếm lên nữa, đếm lên nữa, đếm lên nữa, và khi tới số này thì nó sẽ quay về dạng thế này. Thì đó là cách chúng ta thiết kế cái mạch đếm ha. Cuối cùng là chúng ta vẽ lại cái mạch này, chính là cái bước số 3. Các bạn nắm được không? Đó là cách chúng ta thực hiện cái mạch đếm này. Tương tự cho ở đây là cái cách làm mà cho mạch đếm lên hay mạch đếm xuống gì đây, đếm lên đếm xuống mà không đầy đủ thì nó cũng vậy đó. Đếm xuống không đầy đủ cũng nguy hiểm. Chị đầu tiên chúng ta kể bảng chia thật, chúng ta xác định cái giá trị chúng ta xác định cái hàm z, và từ hàm z đó chúng ta sẽ coi cái giá trị quay về ở chỗ nào để chúng ta gắn vô clear hay bờ reset, được chưa? Thì đó là cái cách chúng ta thiết kế. Rồi chỗ này có bạn nào cần hỏi thêm gì không? Có ai cần hỏi cái chỗ này không? Rồi hỏi đi nha. Dạ, dạ cái Z đó mình lấy chỗ mức không quá này. Cái Z này á, cái Z này tùy theo, ví dụ như cái chân bờ reset, cái clip lớp người ta cho là tác động mức thấp thì mình sẽ thiết kế cái ngõ ra tác động của nó là bằng 0. Còn nếu mà reset này ta cho bằng 1 quá thì chỗ này cái chỗ mà tác động nè, cái chỗ mà quay về đó thì mình sẽ cho nó bằng 1. Tùy cái chỗ này là nó sẽ tùy theo cái mức tác động của reset hay clear. Hiểu không? Chứ không phải lúc nào cũng vậy nha. Là cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái trạng thái của cái reset hay clear của con clip lớp mà người ta cho mình đó. Dạ dạ, dạ cảm ơn thầy. Rồi nếu không thì chúng ta, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiếp ha. Rồi đây là một số cái bộ đếm. Đây là bộ số cái bộ đếm. Bộ xếm này nói chung là đây là bộ đếm đầy đủ nè. IC ha, IC đếm.
IC74393 đây là hai bộ đếm đầy đủ 4 bit. Đầy đủ 4 bit thì chỉ cần gì? Sung sung clock này. Các bạn thấy sung clock này tác động đánh số các bạn. Và có chân clear, có nghĩa là bình thường khi một chúng ta clear thì ngõ ra nó sẽ bật không hết. Nó có hai bộ. 7490 đây là có hai bộ đếm, một bộ đếm 2 và bộ đếm 5. Có nghĩa là bộ đếm 2 là bộ đếm đầy đủ, còn bộ đếm 5 là bộ đếm không đầy đủ. Và người ta có thể ghép nối hai cái bộ này lại để có thể đếm là 2 x 5 là đếm 10 chẳng hạn vậy, hoặc là 5 x 2 cũng là đếm 10 chẳng hạn vậy ha. Ở đó là bạn kia đến xem thêm. Rồi được chưa? Đó, vậy là xong bộ đếm nói tiếp rồi đó các bạn. Trong bộ đếm nói tiếp thì nãy giờ tôi trình bày các bạn trong cái phần đó, các bạn lưu ý thứ nhất á là chúng ta sẽ có hai cái loại là đếm lên và đếm xuống ha, đếm lên và đếm xuống. Thì chúng ta chú ý đầu tiên là chúng ta sẽ chú ý cái cách mắc cái xung CK để chúng ta xác định đó là bộ đếm lên hay là bộ đếm xuống. Được chưa? Và trong cái bộ đếm nối tiếp thì nó có cái phần bài tập đó, đó là chúng ta sẽ thiết kế bộ đếm không đầy đủ. Trong bộ đếm thiết kế bộ đếm không đầy đủ á, thì chúng ta lưu ý cái cách là chúng ta xác định cái giá trị quay về cũng như là cái giá trị mà chúng ta bắt đầu đếm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bộ đếm song song. Thì đây là cái nội dung chính của mình đó. Bộ đếm song song là bộ đếm quan trọng nhất. Bộ đếm song song là bộ đếm mà các bạn sẽ thấy cái trạng thái đếm của bộ đếm này á, nó có thể liên tục hoặc là nó có thể không liên tục, hoặc là giá trị đếm của nó, cái chuỗi đếm của nó bất kỳ. Còn cái mạch đếm mà mạch đếm nối tiếp á, thì lúc nào cái giá trị đếm của nó cũng phải là liên tục ha. Đếm lên hoặc đếm xuống thì nó phải liên tục. Các bạn lưu ý nha, đối với mạch đếm nối tiếp hay gọi là mạch đếm không đồng bộ đó, là giá trị đếm của nó lúc nào cũng là dạng dãy đếm liên tục, cho dầu đếm lên hay để đếm xuống thì giá trị nó liên tục, hoặc là đếm đầy đủ hay là không đầy đủ thì giá trị nó phải là liên tục, thì như thế nó mới được gọi là bộ đếm. Tuy nhiên sang bộ đếm song song này, đây là một cái dạng bộ đếm rất là đặc biệt, chúng ta cũng có thể thiết kế được cái giá trị ngõ ra của nó đếm liên tục đầy đủ cũng được. Chúng ta có thể đếm trong bộ đếm song song này có thể chúng ta thiết kế được bộ đếm lên cũng được, bộ đếm xuống cũng được, bộ đếm đầy đủ cũng được, bộ đếm không đầy đủ cũng được, và giá trị đếm của nó có thể liên tục hoặc là không liên tục, hoặc là một cái chuỗi đếm ngẫu nhiên nào đó chúng ta cho thì nó cũng vẫn thiết kế được ha. Do đó cái bộ đếm song song này, đây là một bộ đếm rất là đặc biệt và nói chung nó rất mềm dẻo. Và khi chúng ta thiết kế thì chúng ta muốn cái chuỗi đếm của mình như thế nào, là mình muốn cái chuỗi đếm giá trị như thế nào thì mình cứ thiết kế là nó sẽ chạy ra y hệt như thế cho mình ha. Và đặc biệt cho bộ đếm song song á, là do cái xung CK của nó mắc chung với các cái clip lớp, do đó cái trong bộ đếm song song thì cái mức tác động của xung CK không quan trọng, cạnh lên hay cạnh xuống gì nó cũng đếm được hết, nó không quan trọng. Quan trọng là cái ở cái mức thiết kế của mình đây. Do đó đó là một số cái đặc điểm mà nó khác nhau giữa bộ đếm nối tiếp và bộ đếm song song. Trong bộ đếm song song này các bạn phải nói chung là nó phải khó hơn cái bộ đếm kia, tại vì nó mềm dẻo mà. Do đó trong bộ đếm song song chúng ta quay lại cái trạng thái của con clip lớp, hay nói khác là cái hàm kích thích của nó. Ví dụ như hôm trước chúng ta nói clip lớp D á, cái hàm kích thích của nó là D bằng quy đảo. Cái hàm kích thích có nghĩa là gì? Người ta xem cái ngõ ra D nó bằng cái gì? Cái có nghĩa là cái ngõ vào D của nó sẽ bằng cái gì để cho cái trạng thái ngõ ra nó cái trạng thái ngõ ra chúng ta có thể đoán được. Có nghĩa là trạng thái ngõ ra tiếp theo. Nè, tôi quay lại cái hàm kích thích của clip lớp để tôi cho các bạn nắm lại cái chỗ này ha. Tại vì khi chúng ta thiết kế bộ đếm song song á, là chúng ta phải nắm được, chúng ta phải đoán được cái trạng thái của cái clip lớp. Ví dụ như clip lớp D rồi. Nên là các bạn ví dụ như clip lớp clip D đây các bạn. Clip lớp D. Cái này clip lớp D.
đây lý lớp D nè, cái trạng thái kích thích nè các bạn. Ở đây nó có một cái hai cái bảng, một cái bảng gọi là phương trình đặc tính và một cái là trạng thái kích thích. Cái phương trình đặc tính đó là người ta dựa vào cái trạng thái ngộ vào, người ta sẽ dựa vào trạng thái ngộ vào, trạng thái ngộ vào hiện tại và trạng thái ngộ ra hiện tại để người ta biết khi kích xung si ca thì cái trạng thái kế tiếp của mình là gì, ha, giá trị ngõ ra của mình tới là gì. Còn bảng trạng thái kích thích là người ta muốn, người ta dựa vào cái trạng thái hiện tại, trạng thái ngõ ra hiện tại và người ta mong muốn trạng thái ngõ ra kế tiếp là nó là như thế này, thì cái tín hiệu ngõ vào của mình là gì, dạng ngõ vào hiện tại của mình là gì. Tại vì trong cái mạch đếm song song đó các bạn, thì khi mình đếm một giá trị này rồi thì mình sẽ có thể biết được, mình có thể xây dựng được cái trạng thái tiếp theo của mình là gì. À, mình đang ở trạng thái A này nè, thì mình có thể dự đoán được là trạng thái B của mình muốn ra gì, thì mình sẽ xây dựng cái bảng đó. Thì trong con clip lớp nó sẽ cho phép mình cái hàm đó, và cái hàm đó được gọi là cái bảng kích thích, được chưa? Có nghĩa là gì? Trạng thái hiện tại của tôi là Q nè, trạng thái tương lai hay nói khẳng trạng thái tiếp theo của tôi muốn là không. Vậy thì cái thằng ngõ ra, ngõ vào D của tôi hiện tại là gì? Để khi tôi tác dụng cái xung si ca vào thì tôi muốn cái ngõ ra Q của tôi bằng không, thì cái thằng D của tôi phải là gì? Đó, đó gọi là trạng thái kích thích. À, vậy là đây chúng ta sẽ có cái thằng D nó sẽ bằng thằng trạng thái của thằng tiếp theo. Vậy thì trong cái khi mà chúng ta thiết kế cái clip lớp ở trên thiết kế cái mạch đếm song song đó các bạn, thì chúng ta sử dụng cái trạng thái kích thích của những con clip lớp khác nhau. Mỗi con clip lớp nó sẽ có cái bảng trạng thái kích thích này. Dựa vào bảng trạng thái kích thích này để chúng ta xây dựng cái bảng trạng thái đếm ha. Thì sử dụng như thế nào hồi để tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem. Do đó ở đây thì mỗi clip lớp thì các bạn phải nhớ, cũng không cần thiết nhớ, các bạn phải biết thôi, biết cái chỗ để mình lại mình coi thôi, chứ nhớ nhiều khi nhớ cũng không nổi. Ví dụ như clip lớp D thì chúng ta có cái kích thích của nó, D chính là bằng quy đảo, hay nói trạng thái kế tiếp chẳng hạn gì. Rồi clip lớp T thì cái trạng thái, cái ngõ vào T của con clip lớp T á, thì nó sẽ bằng cái trạng thái hiện tại SO với trạng thái kế tiếp đó. Rồi đối với JK, đối với clip lớp S thì nó phức tạp hơn. À, S thì bản kích thích của nó nên nó là nguyên bản sự thật như thế này. Còn clip lớp JK thì cũng vậy. Ha, JK thì cái chúng ta sẽ tìm cái hàm. Nói chung nó cũng nguyên một cái bản như thế này. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vô, chúng ta xem coi cái thiết kế cái mạch đếm song song nó như nào. Ha. Vậy thì đây người ta sẽ cho mình cái bảng kích thích của các clip lớp D, clip lớp T và clip lớp SR và clip lớp JK thì nó thể hiện bằng cái bảng luôn, hiện bằng cái bảng luôn. Đó. Được chưa? Rồi đây là chúng ta phải nhớ cái này. Rồi bây giờ các bước thiết kế. Đây các bước thiết kế các bạn xem ha. Thì tôi diễn giải rồi, hồi tôi sẽ lấy cái ví dụ. Tôi làm cái ví dụ thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thực ra nó phức tạp chứ nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn. Các bước thiết kế là từ phát biểu bài toán, xác định số clip lớp sử dụng của giải đếm. Hai cái này thì đầu tiên chúng ta phải xác định cái, dựa vào bài toán chúng ta xem coi chúng ta sử dụng bao nhiêu cái clip lớp. Có nghĩa là cái số đếm của chúng ta, dựa vào cái số đếm của chúng ta, cái giải đếm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ biết chúng ta sử dụng là bao nhiêu cái clip lớp. Ví dụ như cái giải đếm của chúng ta đếm tới số 15 trở lại, tức là giá trị lớn nhất của nó 15 trở lại, thì chúng ta phải sử dụng 4 cái clip lớp. Tại vì nó phải có 4 bit để nó mã hóa được cái số 15 trên số 10, hay xin lỗi trên số 8. Từ số 9 trở đi thì chúng ta phải sử dụng 4 bit để chúng ta mã hóa. Do đó chúng ta phải sử dụng 4 clip lớp. Được chưa? Còn nếu mà cái số đếm của chúng ta nằm trong cái dãy đếm là từ số 7 trở lại thì chúng ta sử dụng 3 bit chẳng hạn gì ha. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bước này quan trọng nhất nè, là chúng ta lập bảng trạng thái chuyển, chỉ rõ mối quan hệ đếm giữa trạng thái hiện tại và trạng thái kế tiếp. Đó, đây là cái bảng này, hồi nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái bảng này dựa vào cái trạng thái đếm.
Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm các cái ngõ vào của clip lớp ha. Tại vì cái clip lớp của chúng ta nó có ngõ vào, ngõ ra chính là ngõ ra của bộ đếm. Còn ngõ vào của nó hồi nãy clip lớp đối với cái bộ đếm nối tiếp thì ngõ vào của trạng thái của con clip lớp thường chúng ta cho lên bằng 1, để khi xung CK tác động thì ngõ ra nó chỉ đần đảo trạng thái thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà đếm song song này á, thì cái ngõ vào của nó là một cái hàm của những ngõ ra, hay nói khác là nó là một cái hàm kích thích. Ngõ vào nó là một cái hàm kích thích, nó là một tổ mạch tổ hợp của những cái ngõ ra của các clip lớp. Vậy thì chúng ta sẽ thiết kế cái hàm này dựa vào bản trạng thái chuyển này. Thì thiết kế như thế nào thì hồi nữa tôi sẽ hướng dẫn. Bước thứ ba là chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức ngõ vào của clip lớp này phụ thuộc vào cái biến trạng thái. Có nghĩa là chúng ta rút gọn sử dụng bằng cặt nát đó. Và cuối cùng chúng ta sau khi rút gọn xong, chúng ta sẽ có một cái hàm logic cho mỗi cái ngõ vào của clip lớp. Vậy thì khi chúng ta thiết kế cái thiết kế mà đếm song song á, thì các bạn sẽ thấy mỗi cái ngõ vào của con clip lớp nó sẽ là một cái hàm, hay nói khác là một cái hàm của các cái tín hiệu ngõ ra của cái clip lớp. Và sau đó chúng ta thực hiện sơ đồ logic là xong ha. Đó là 1, 2, 3, 4, 5 bước. Ở đây thì chúng ta sẽ có cũng có thiết kế bộ đếm đầy đủ và bộ đếm không đầy đủ, nhưng mà thực ra đầy đủ hay không đầy đủ á, gì thì nó cũng y hệt, không có gì khác hết. Cái cách làm cũng y hệt. Ở đây nó không có hồi xung block. Ví dụ như đây thiết kế mình đếm đầy đủ. Ví dụ đây người ta kêu mình sử dụng clip lớp T. Đây là ví dụ ha. Rồi, ở đây đề bài của ta sử dụng một clip T, những clip T kích thích theo cạnh lên cạnh xuống không quan trọng. Thiết kế bộ đếm có một dãy đếm sao, thường ta sẽ cho mình dãy đếm nè, là cho mình 3 bit luôn. Là đếm từ số 0 nè, từ số này rồi tới số này. Nha, đây là thứ tự đếm của nó, thứ tự đếm của nó. Và đếm đầy đủ có nghĩa là nếu mà 3 bit thì nó sẽ đếm đầy đủ là 8 trạng thái, ví dụ như giá trị này tới giá trị này. Các bạn thấy cái giá dãy đếm của nó sẽ không liên tục các bạn. 10 010 rồi tới 101 nè. Đó giá trị này ta muốn cho sao cho, nhưng mà nó đầy đủ 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi nó sẽ quay lại nè các bạn. Giá trị này là giá trị quay lại. Đó. Được chưa? Đó cái chuỗi đếm chúng ta như thế này. Đó. Rồi. Bây giờ cái cách mình làm là sao? Đầu tiên mình sẽ vẽ cái bảng. Trong cái bảng này nó sẽ có, trong cái bảng sự thật này nó có ba cái bảng con ghép nó với nhau. Bảng thứ nhất là bảng trạng thái hiện tại, rồi bảng thứ hai là trạng thái kế tiếp, và cuối cùng là cái trạng thái ngõ vào của clip lớp. Thì trạng thái hiện tại thì trạng thái hiện tại là trạng thái mà chúng ta sẽ, ví dụ 3 bit thì chúng ta cứ liệt kê các giá trị của nó là từ 0 đến hết. Nếu mà đếm đầy đủ hay đếm không đầy đủ thì chúng ta cứ liệt kê hết các trạng thái của nó. Ví dụ như là 3 bit thì chúng ta có 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 và 111. Rồi, cái bước này là rất là dễ dàng, đúng chưa? Cái bước này là chúng ta cứ có bao nhiêu bit thì chúng ta cứ sổ hết cái giá trị nhị phân của nó ra. Đây, cứ có nhiều cũng đã sổ hết. Rồi, để tiếp theo là chúng ta tới cái trạng thái là trạng thái tiếp theo. Trạng thái tiếp theo. Trạng tiếp theo này chúng ta điền vô như thế nào? Đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta điền. Rất là đơn giản luôn, nó không có gì phức tạp hết. Chúng ta sẽ dựa vào cái dãy đếm này chúng ta điền nè. Ví dụ như cái trạng thái là 101 là trạng thái kế tiếp của thằng này. Tại vì đếm này tới thằng này, vì thằng này thì là trạng thái kế tiếp. Thằng này là trạng thái tiếp theo của là 101. Khi mà có, bây giờ chúng ta xem chú 0 1 0 đây. Thì trạng thái tiếp theo nó là gì? 101 thì chúng ta cứ ghi 101 vô. Đúng chưa? 101 vô. Chúng ta ghi bất kỳ nha, chúng ta sẽ điền, chúng ta dựa vào bảng đếm này chúng ta sẽ điền vô đây. Được chưa? Ví dụ như đầu tiên bây giờ tôi sẽ tô đen mấy này hết. Bây giờ để làm sao
Bây giờ tôi sẽ tô nè. Bây giờ tôi tô cái này ha. Đó. Để tôi điền vô cho các bạn xem. Tôi cầm con chuột nó không ngay mà. Dễ đường thẳng không ngay. Rồi bây giờ tôi sẽ điền cái này vô cho các bạn xem ha. Tôi sẽ điền cái màu trắng đi. Tại vì đây dễ màu trắng. Ví dụ đây nè. Không. Chết mòn bự quá vậy. À. Ví dụ đây là 0 1 0 1 0 thì chúng ta lấy 0 1 0. Bây giờ chẳng thấy kế tiếp của 0 1 0 là gì. 1 0 1 thì chúng ta điền vô đây là 1 0 1. Được chưa? Tiếp theo là trạng thái 1 0 1. Kiếm cái 1 0 1 là trạng thái hiện tại coi. 1 0 1 đây. Trạng thái tiếp theo của 1 0 1 là gì? Là 1 1 0. Chúng ta điền là 1 1 0. Được chưa? Đó, đó là cách chúng ta điền nha, chứ không phải chúng ta điền từ trên xuống dưới này. Rồi tiếp theo, đó là cái cách chúng ta dựa vào cái bảng này ha. Rồi bây giờ là 110. 110 này nè. À 110 đâu? 110 đây, trạng thái kế tiếp nó là gì? Là 001, thì chúng ta điền vô là 001. Rồi 001, 001 trạng thái tiếp theo là gì? Là 000, vậy chỗ này là 0 0 0. Rồi 000 trạng thái tiếp theo là gì? 111. 000 là trạng thái tiếp theo là 1 1 1. 111 trạng thái tiếp theo là gì? 100. 111 này trạng thái tiếp theo là 100. Được chưa? Rồi 100 trạng thái tiếp theo là gì? 011. 100 này là 011. Được chưa? Rồi 011 thì trạng thái tiếp theo là gì? Là trạng thái tiếp theo là nó quay lại là 010. Rồi các bạn thấy chưa? Đó là chúng ta điền đầy đủ vào đây, chúng ta dựa vào cái bảng này chúng ta điền vào đây. Được chưa? Hoặc là chúng ta nhìn từ đây chúng ta điền vô cũng được. Ví dụ như 000 trạng thái tiếp theo là gì, chúng ta xem đây nè. 000 trạng thái tiếp theo là 111, chúng ta cũng có thể dò gì. Rồi 0 0 1 thì trạng thái tiếp theo là gì, chúng ta kiếm rồi. 0 0 1 trạng thái tiếp theo là 0 0 0, nó chúng ta cũng điền vô đây được. Rồi tiếp theo là 0 1 0 trạng thái tiếp theo là gì? 0 1 0 là 0 0 1 0 đâu, đây là 0 1 0 là trạng thái tiếp theo là 101. Cái gì? 0 1 0 là 101 đúng không? Đó, cứ thế chúng ta điền vô. Đó là cách chúng ta dựa vào bảng trạng thái đếm, chúng ta điền vô cái bảng trạng thái kế tiếp. Được chưa? Rồi ở đây người ta sử dụng lớp T, vậy là cái hàm kích thích của mình là gì? Hàm kích thích của mình chính là lớp T. Hàm kích thích của mình chính là gì? Là gì các bạn? Là Q SO với Q SO với Q đảo Q cộng chứ. Có nghĩa là trạng thái hiện tại ngõ ra với trạng thái tiếp theo SO là với nhau. Nguyên tắc SO là giống nhau bằng 0, khác nhau bằng 1. Được chưa? Thì các bạn cái này nè. Ví dụ như chúng ta tìm T2 á, là con lớp thứ 2 thì nó dựa vào cái Q2 với Q2 cộng. 0 với 1. 0 với 1 hai cái này khác nhau thì ngõ ra bằng 1. Được chưa? 0 với 0 là ngõ ra bằng 0. Đó là hai cái này chúng ta nhân lại. Nói chúng ta tìm nó tương tự vậy, chúng ta dài dài xuống đây. Ví dụ như đây nè. Ở đây 1, đây 0. 1 với 0 hai cái này khác nhau thì ra 1. Còn đây 0 với 0 thì khác nhau nó ra là không. Được chưa? Đó, tương tự vậy chúng ta tìm này. Tương tự với T1 cũng vậy, T1 là chúng ta gì? Đây là 1, đây là 0. Hai cái này khác nhau thì nó ra 1. Còn đây là 0, đây là 0 thì giống nhau nó ra 0. Còn đây đây là 0, đây là 1 thì khác nhau nó ra 1. Đó, đó là cái hàm kích thích của nó đi. Vậy chúng ta sẽ tìm tất cả những cái này. À, dựa vào cái trạng thái hiện tại và trạng thái kế tiếp. Xong sau đó, đó là cái bước số 2 gì đó, chúng ta điền vào cái bảng này xong. Cái bước số 3, số 4 gì đó, chúng ta sẽ tìm ra cái trạng thái ngõ vào T của chúng ta. Thì T này chính là cái gì? Chúng ta sẽ lập bảng cạc nát. Đây là ngõ vào.
xin lỗi, đây là ngõ ra so với ngõ vào. Cái trạng thái tiếp theo này chúng ta bỏ, chúng ta không có quan tâm, chúng ta chỉ cần lấy cái hàm này so với cái này nè. Vậy chúng ta điền vào và chúng ta đơn giản bằng cắt nắp của này, cuối cùng nó sẽ ra cái gì? Cuối cùng nó sẽ ra là cái t2 gạch, ra q0 gạch, q0 gạch, chưa? T2 bằng q0 gạch, đó là cái hàm của thằng t2. Tương tự như cái t1 chúng ta có này. Và t0, t0 nó bằng 1 tại vì lúc nào nó cũng bằng 1 hết. Thì đây là cái bước đơn giản hàm logic, và cuối cùng chúng ta biểu diễn hàm. Rồi, cuối cùng cái hàm biểu diễn của nó chúng ta làm sao? Đây. Đây là cái hàm nè. Đây là cái mạch chứ. Mạch các bạn thấy nè. Đây chúng ta sẽ có ba con clip lớp, và cái con clip lớp này là chúng ta sẽ cho MB. Thực ra MB hay là QB thì chúng ta để trước để sau gì cũng được, tùy theo chúng ta quy định thôi. Ví dụ như chúng ta để con này là tại vì cái xung CK nó không, nó vô đồng thời, do đó chúng ta muốn để cái Q0 trước hoặc Q0 sau thì cũng không quan trọng. Tuy nhiên chúng ta phải ký hiệu để chúng ta biết, chúng ta lấy cái tín hiệu cho nó đúng, được chưa? Rồi, như vậy đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ba con clip lớp có gắn chung cái xung CK, được chưa? Tiếp theo là cái gì? Chúng ta vẽ cái ngõ ra của nó. Cái này là con Q2, chúng ta để là MB, Q1, Q0. Và thường thì để chúng ta dễ nhìn đó, thì khi chúng ta thiết kế hoặc là trên mô phỏng hoặc chúng ta để dễ nhìn thì chúng ta sẽ cho để cái Q2 nằm trước, được cho Q2 nằm trước này, tới Q1, Q0 để nhìn vô chúng ta dễ nhìn thuận con mắt của chúng ta luôn. Đây là MB, đây là LB. Rồi tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ quẻ cái hàm này. Ví dụ T2 nó sẽ bằng Q1, Q0 đảo. Vì T2 nè, nó sẽ gắn vô cái Q0 đảo nè, Q0 đảo nè, gắn vô T1, có nghĩa là cái ngõ vào của con clip lớp thứ hai, có nghĩa là Q1 nó sẽ bằng Q0 đảo, đó Q0 đảo nè, cộng với Q2, đó Q2 đây nè, hai này cộng. Còn T0 nó bằng 1, nó bằng 1 vô. Vậy thì chúng ta sẽ được cái mạch đếm như thế này. Thì mạch này nếu mà chúng ta mô phỏng thì nó sẽ ra cái dãy đếm, nó ra dãy đếm như chúng ta mong muốn như đó, bạn thấy chưa? Thì đó là cái quy trình chúng ta thiết kế cái mạch đếm, cái mạch đếm gọi là mạch đếm song song. Mạch đếm song song, mạch đếm song song là mạch đếm mà nó có cái dãy đếm đầy đủ và không đầy đủ, và đặc biệt là dãy đếm này chúng ta muốn cho tùy thích, ngẫu nhiên hay là muốn cho như nào thì chúng ta cho ha. Rồi một cái ví dụ thứ hai, đây là bài tập luôn chứ không phải ví dụ. Ví dụ người ta thiết kế mạch đếm song song dùng clip lớp T cạnh xuống, clear tích cực mức thấp tạo ra dãy đếm này đó. Bây giờ chúng ta thử làm này kìa. Bây giờ tôi sẽ thử tôi làm cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ tôi sẽ cóp cái này vô để tôi làm. Thì với cái dãy đếm này thì đầu tiên chúng ta sẽ kẻ cái bảng, chúng ta sẽ kẻ cái bảng sự thật các bạn, kẻ cái bảng trạng thái. Tôi kẻ xong rồi tôi đưa bảng này rồi nữa về các bạn tự làm, cái này mình không có nhiều thời gian. Cái này đếm vậy là chúng ta sẽ có 3 bit là Q2, Q1, Q0. Cái này là Q2, Q2 cộng, có nghĩa là trạng thái kế tiếp. Q1 cộng, Q0 cộng, T2, T1, T0. Này không, 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 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Rồi bây giờ trạng thái kế tiếp nào mình có thể nhìn vào đây. Ví dụ 000 thì trạng thái kế tiếp mình là gì? Số 0 là trạng thái kế tiếp của mình chính là số 2. Vì mình có là 0,
một không. Rồi này số 1, trạng thái kế tiếp của mình là gì? Số 1 nó sẽ đếm vào số 3 gì, chỗ này là 0 1 1. Rồi số 2, số 2 trạng thái kế tiếp của mình là gì? Đây là số 2 này, trạng thái kế tiếp là số 6 ha. Số 6 là 1 1 0, được chưa? Rồi số 3, số 3 trạng thái kế tiếp là số 7, vậy là 1 1 1. Ở này số 4 trạng thái kế tiếp là gì? Số 4 trạng thái kế tiếp là số 0 0 0 0. Rồi này số đấy, số 5 trạng thái kế tiếp là số 1, trạng thái kế tiếp là 1 là 0 0 1. Ở này số 6 trạng thái kế tiếp là số 5, thì là 1 0 1. Rồi số 7 trạng thái kế tiếp là số 4, số 7 trạng thái kế tiếp là số 4 là 1 0 0, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cái T này, người ta sử dụng lý lớp T thì T nó sẽ bằng là gì? Q SO với Q cộng đó. Vậy là SO có nghĩa là nếu như mà hai cái này nó cùng giá trị á, thì nó sẽ bằng 0, còn khác giá trị nó sẽ bằng 1. Rồi ví dụ như chúng ta điền vô ha, chúng ta điền vô đi. Ở đây này chúng ta đem này trước, 0 với 0 là ở đây nó sẽ bằng 0, cùng nhau nó sẽ bằng 0. 0 với 0 nó sẽ bằng 0. Được chưa? Rồi 1 với 0 nó sẽ bằng 1. Rồi 1 với 0 nó sẽ bằng 1. Rồi 0 với 1 nó cũng sẽ bằng 1 luôn. Rồi 0 với 1 nó cũng sẽ bằng 1 luôn. Rồi 1 với 1 nó sẽ bằng 0. 1 với 1 nó sẽ bằng 0. Đó. Rồi T0 là bằng gì? 1 với 0 nó sẽ bằng 1. 1 với 0 nó cũng sẽ bằng 1 luôn. 1 với 1 nó sẽ bằng 0. 1 với 1 nó sẽ bằng 0. Được chưa? Rồi 0 với 0 nó cũng sẽ bằng 0 luôn. Rồi 0 với 0 nó sẽ bằng 0 luôn. Rồi 0 với 1, rồi 0 1 này bằng 1 1. Đó. Rồi tới bằng tới T0 là gì? 0 với 0 là bằng 0. 1 với 1 nó sẽ bằng 0. 0 với 0 nó sẽ bằng 0. 1 với 1 của nó sẽ bằng 0 luôn. 0 với 0 sẽ bằng 0. Nói chung là cái này nó bằng 0 hết luôn. Đó. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tìm cái T2 qua hàm này. Được chưa? Chúng ta tìm T2. Chúng ta sử dụng bảng cận nát, chúng ta tìm T2 bằng gì? Chúng ta đưa vào bảng cận nát, chúng ta làm nữa các bạn. Vâng vâng ha. Thì T1 T1 cũng vậy. Rồi T0, T0 này chắc chắn nó sẽ bằng 0. Lúc nào nó cũng bằng 0 hết, vậy đó chúng ta cho bằng 0. Vậy là chúng ta sẽ có hàm, xong sau đó chúng ta vẽ cái hàm ra là xong ha. Thì đó là cái cách chúng ta thực hiện. Được chưa? Cái khó là chúng ta phải làm sao chúng ta ra được cái bảng này. Ôi xin lỗi, à chỗ này hai hàng cuối này hả? À cái này tôi lộn ha, lộn hướng nó một không cho nó dễ. À hai hàng cuối của chúng ta này 0 1 1 0, ở này là 1 1 ha. À, vậy là này nó không qua bằng 0, thì chúng ta tìm nó ra. Rồi ok, cái gì cái quan trọng nhất là chúng ta tìm cái bảng trạng thái chuyển này, chúng ta chuyển từ cái giải đếm của mình vô bảng trạng thái chuyển, và chúng ta tìm cái trạng thái kích thích, có nghĩa là cái hàm của con flip lớp, và chúng ta xây dựng cái hàm đó, và chúng ta vẽ cái mặt ra thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế mặt đếm không đầy đủ. Ở đây tôi nói luôn ha, tôi nói cái phần lý thuyết luôn để cho các bạn nắm. Cái mạch đếm không đầy đủ trong cái đếm song song á,
thì nó cũng giống như cái cách thiết kế, nó cũng giống như cái trường hợp đầy đủ thôi. Nhưng mà ở đây khi mà nó không đầy đủ thì nó có hai trường hợp các bạn, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái trạng thái mà nó không có nằm trong mạch đếm á, là chúng ta cho trạng thái mặc định, có nghĩa là chúng ta cho cái trạng thái của nó là muốn gì cũng được hết. Và cái trường hợp thứ hai là những trạng thái mà nó không có trong cái dãy đếm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ cho nó trả về một cái giá trị nào đó. Thì trạng thái trong vòng đếm sẽ thiết kế như đếm đầy đủ thôi, còn những trạng thái dư không có trong vòng đếm sẽ được giải quyết theo hai cách. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta có một cái dãy đếm như thế này nè, thì số 0 có nè, ở này số 4 nè, rồi số 3 nè, rồi số 2 nè, rồi số 6 nè, những cái số còn lại đó thì chúng ta xử lý như thế nào đó, chúng ta bỏ nó mà bỏ nó ở đâu ha. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, trạng thái dư thì có trạng thái kế tiếp là tùy định, có nghĩa là trạng thái dư mà trạng thái kế tiếp của nó không có thì chúng ta sẽ cho tùy định ha. Ví dụ như trong trường hợp này, đây là cái dãy đếm của mình, ví dụ trạng thái hiện tại của mình là 3 bit thì nó sẽ có 8 trạng thái như thế này. Thì ví dụ như nhìn vào cái trạng thái đếm, ta kêu mình thiết kế trạng thái đếm này, thì trạng thái số 0 nó sẽ chuyển qua gì? Số 0 là nó sẽ chuyển qua là 100, số 0 chuyển qua 100. Ở đây để tôi scope vô đây nghe. Đây là cách thứ nhất ha. Rồi, số 0 nè, số 0 thì chuyển qua đây. Số 0 thì chuyển qua đây đó, số 0 nó chuyển qua số là 100, được chưa? Rồi số 100 này sẽ chuyển qua 011, 100 đâu, 100 đây, chuyển qua là 011, 011 sẽ chuyển qua là 010, 011 sẽ chuyển qua 01010, 010 chỉ chuyển qua là 110, 010, 010 sẽ chuyển qua là 110, rồi 110 sẽ chuyển qua 000, 110 sẽ chuyển qua 000. Rồi những trạng thái còn lại, ví dụ như trạng thái này và trạng thái này, đây là những trạng thái dư, thì chúng ta sẽ cho nó ít, ba chữ ít, có nghĩa là chúng muốn cho nó là mặc định, cho chữ ít, được chưa? Chữ ít giờ chúng ta muốn 01 gì cũng được hết, đó là cái trường hợp thứ nhất. Đó chúng ta giải quyết thứ nhất. Nếu mà chúng ta cho ít gì thì chúng ta sẽ tìm cái trạng thái còn lại thôi ha. Chúng ta lập cái bảng trạng thái, chúng ta tìm trạng thái chỗ này để cho thuận lợi thì chúng ta tùy theo, rồi chúng ta cho nó bằng 0 bằng 1 tùy theo chúng ta, được chưa? Thì đối với mạch này thì người ta cuối cùng ta vẽ lên, ta tìm các cái D này nó ra trạng thái như này, ta vẽ thôi, đó là quan trọng là tìm cái hàm. Rồi còn cái cách số 2 là các trạng thái dư không có trong vòng đếm thì cái trạng thái kế tiếp là một trong những trạng thái có trong vòng đếm, hay nói khác là những trạng thái dư nè. Ví dụ như trong trường hợp này, đây là cách 2, chúng ta sẽ có hai cách để giải quyết. Thì hai cách giải quyết này thì là có thể là cái đề bài người ta sẽ cho các bạn. Ví dụ như cái vòng đếm này, đây là những vòng đếm này, một hai ba bốn năm sáu bảy tám gì, nó còn dư ba cái này là ba cái dư nè, ba cái dư nó không trong vòng đếm. Vì ba cái trạng thái này thì mình muốn cho nó vào cái nào trong cái này cũng được hết. Ví dụ như người ta để mũi tên này, có nghĩa là có thể ba cái này về giá trị này cũng được, hoặc là này về này, hoặc là ba giá trị này về thằng này cũng được, tùy theo. Ví dụ trong trường hợp này thì cái trạng thái đếm của cái trạng thái là 011 001 chứ 001 thì người ta sẽ cho về trạng thái gì, 110, cho về này. Vì lần này người ta sẽ cho về này, tùy mình đó, người ta muốn cho về giá trị nào thì mình muốn cho về gì đó. Còn giá trị là 101 nè, người ta cho về giá trị là 100, cho về gì này, thì vậy là giá trị này là
còn giá trị 101, 101 ta chơi vậy đây. Còn 111 ta cũng chơi vậy luôn. 111 ta cũng chơi về đây luôn. Đó, nếu mà người ta cho mình về giá trị này thì mình tùy mình muốn cho về giá trị nào cũng được hết. Nếu mà người ta không nói ha. Còn nếu người ta nói ví dụ như những trạng thái dư thì sẽ cho nó quay về giá trị 0,0 những hạn gì. Thì những giá trị dư đó mình phải cho nó về 0,0. Thì cái cách thiết kế cũng y hệt như nãy, chỉ có cái khác nhau là chỗ đó thôi. Còn cái cách làm y hệt như nãy luôn, không có gì khác hết. Thì khi đó chúng ta cũng tìm các cái ngõ vào, dựa vào cái trạng thái của bản kích thích của liếp lớp mà chúng ta sử dụng để chúng ta tìm cái ngõ vào. Và từ đây chúng ta sử dụng bằng cặt náp. Ở đây bắt buộc phải sử dụng bằng cặt náp để chúng ta tìm các cái hàm. Khi chúng ta tìm cái hàm này xong thì chúng ta sẽ vẽ cái mạch đếm lại. Rồi, đó là cái nguyên tắc của cái mạch đếm song song nó như vậy. Ví dụ như cái mạch đếm này cũng vậy. Ở đây người ta sử dụng cái liếp lớp JK này các bạn. Ở đây người ta sử dụng liếp lớp, trong trường hợp này người ta sử dụng liếp lớp khác. Ví dụ trong trường hợp này người ta sử dụng liếp lớp JK. Sử dụng liếp lớp JK. Lớp JK thì mình cũng sẽ dựa vào ở đây, tại vì người ta để vậy thôi chứ mình sẽ để đưa cái trạng thái này vào qua này ha. Để cho mình dễ thực hiện thôi, dễ làm thôi. Ví dụ như đây 0,0,0, trạng thái tiếp theo của nó là 0,0,1, 0,0 là trạng thái tiếp theo là 0,0,1. Thì để vậy thì ví dụ như là QA bằng 0 và QA cộng nó bằng 0, vậy thì JK nó bằng gì? Nó dựa vào cái bảng trạng thái kích thích. Bảng trạng thái kích thích của mình đâu? Đó, chúng ta phải dựa vào đây. Nữa đi thi tôi sẽ cho các bạn mở giáo trình thôi. Cho các bạn đây nè, bảng trạng thái kích thích nè. JK đúng không? JK, liếp lớp JK. Nếu mà quy bằng 0, quy đảo bằng 0 thì ngõ ra J của nó sẽ bằng 0 và K của nó là bằng X. Chúng ta muốn cho 0 bằng 1 cũng được hết. Được chưa? Đó. Còn nếu mà quy bằng 0, quy đảo bằng 1 thì ngõ ra J của nó sẽ bằng 1 và trạng thái K của nó là X. À. Còn nếu như mà quy bằng 1, quy đảo bằng 0 thì cái K của nó sẽ bằng 1, còn cái J của nó là bất kỳ. À, tương tự vậy. Thì đây là cái chúng ta phải nắm được cái bảng này, chúng ta nạp vô cái giá trị này. Đối với JK thì chúng ta phải có hai cái ngõ luôn. JK có nghĩa là chúng ta phải tìm hai hàm. Mỗi con liếp lớp thì chúng ta phải tìm hai cái J với K của nó. Được chưa? Đó. Thì khi mà chúng ta làm, đối với khi mà người ta yêu cầu cái liếp lớp, yêu cầu liếp lớp JK thì mình phải làm ra hai cái hàm như thế này, hai cái ngõ vào của nó luôn. Còn nếu người ta yêu cầu liếp lớp T thì nó chỉ có một ngõ vào thôi, nó dễ. Hoặc liếp lớp D ngõ vào nó dễ. Liếp lớp D thì rất là dễ. Liếp lớp D thì cái D của nó chính là bằng cái quy đảo, còn liếp lớp T thì nó bằng quy SO với xin lỗi, nếu mà sử dụng liếp lớp D á thì nó rất đơn giản, là cái D của nó sẽ bằng quy cộng, có nghĩa là trạng thái kế tiếp. Còn nếu mà chúng ta sử dụng liếp lớp T á thì T nó sẽ bằng là quy SO với quy cộng, có nghĩa là trạng thái hiện tại SO với trạng thái kế tiếp. Còn đối với liếp lớp JK thì nó sẽ khó hơn. Lớp JK chúng ta phải có hai ngõ là J và K. Ok, thì đó là một số cái phần mặt đếm nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ví dụ, các bạn có thể về xem lại một số cái ví dụ ở trong cái giáo trình, các bạn về các bạn thử nha, hoặc là hồi nữa tôi sẽ cho các bạn bài tập, các bạn về các bạn thử. Ví dụ như trong cái
chứ không mạch đếm nè. Đấy, ví dụ như người ta hệ tương tự nè, chủ yếu là mạch đếm nè. Khi cái mạch đếm nối tiếp đó, cái này nó được mạch đếm nối tiếp thì dễ các bạn về các bạn làm. Ví dụ như thiết kế mạch đếm song song đây, thiết kế mạch đếm song song có cái dãy đếm như thế này chẳng hạn gì, dãy đếm như thế này, đây là dãy đếm mà không có dãy đếm này là dãy đếm mà nó không đầy đủ 3 bit mà nó 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Cái này nó đếm không đầy đủ nữa các bạn, đếm không đầy đủ. Nếu mà đủ thì trạng thái còn lại thì các bạn muốn cho nó ít 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 ha, có nghĩa là muốn về đâu cũng được hết. Ở đây người ta kêu mình sử dụng lip lớp JK ha, sử dụng lip lớp JK thì khi sử dụng lip lớp JK thì mình tính toán nó lâu hơn thôi ha, nhưng mà cái phương pháp nó cũng giống giống hệt đi. Tại vì khi chúng ta sử dụng lip lớp JK thì chúng ta phải mỗi một cái lip lớp thì chúng ta sẽ phải có hai cái ngõ, chúng ta dựa vào cái bảng để chúng ta điền vào thì mình sẽ làm nó dài hơn, nó nhiều ngõ hơn. Cuối cùng các bạn thấy nè, mỗi cái nó có JAKA JBKB JCKC ha. Đó, chúng ta một nồi như này thì nữa thì khi mà làm thì tôi chỉ cho các bạn làm lớp lớp T thôi, chủ yếu là chúng ta cho là lớp lớp T thôi, chỉ cần một ngõ thôi, chúng ta biết phương pháp chúng ta làm được rồi. Ví dụ như này chúng ta có thể đổi là lớp T để chúng ta thử chúng ta làm nó như nào ha, thì phương pháp nó dễ thôi, nó cũng đơn giản. Rồi trong bài này thì có bạn nào thắc mắc gì không, có gì không hiểu cần hỏi không? Đó, vậy nói tóm lại ha, thì hôm nay chúng ta sẽ đi cái mạch đếm nối tiếp và mạch đếm song song. Mạch đếm nối tiếp và mạch đếm song song. Mạch đếm nối tiếp thì nãy giờ tôi nói nhiều rồi, bây giờ mạch đếm song song. Trong phần mạch đếm song song thì nó cũng có đếm, nó cũng có cái phần thiết kế là đếm đầy đủ và đếm không đầy đủ. Và cái phương pháp thiết kế của đầy đủ hay không đầy đủ thì nó cũng giống hệt nhau. Tuy nhiên trong cái phần đếm không đầy đủ á, thì những cái trạng thái mà nó không đếm á, thì tùy theo yêu cầu của đề bài mà mình sẽ cho nó về một cái trạng thái nào đó, hoặc là mình sẽ cho cái trạng thái đó là bất kỳ, muốn gì cũng được hết, giá trị nào cũng được hết ha. Là chữ ít có nghĩa là trạng thái mặc định, trạng thái bất kỳ ha. Và một trường hợp thứ hai là nếu mà yêu cầu cái đề bài thì chúng ta sẽ cho nó về một trạng thái nào đó mà cái đề bài người ta yêu cầu, thì cái phương pháp thiết kế hoàn toàn giống nhau cho các cái đếm đầy đủ hay là không đếm đầy đủ. Thì cái phương pháp thiết kế đó các bạn xem lại ha, các bạn xem lại cái các cái bước thiết kế trong cái tài liệu đó tôi có để đó ha. Thì đầu tiên chúng ta xác định cái bài toán, tiếp theo thì chúng ta sẽ kể bảng trạng thái hiện tại, rồi dựa vào cái chuỗi đếm, dựa vào dãy đếm để chúng ta xác định trạng thái kế tiếp, dựa vào trạng thái hiện tại, trạng thái kế tiếp để chúng ta tìm các cái ngõ ra của lip lớp, tùy theo chúng ta sử dụng cái loại lip lớp gì mà chúng ta sử dụng cái bảng kích thích của lip lớp đó để chúng ta điền vào ha. Và sau khi chúng ta điền vào cái bảng ngõ vào, các cái ngõ vào của lip lớp trong cái bảng gì gần này xong thì chúng ta phải sử dụng các cái phương pháp rút gọn hàm logic sử dụng bằng cặn nát để chúng ta xây dựng, tìm cái hàm ngõ vào tương ứng với cái ngõ ra hiện tại, được chưa? Sau đó chúng ta vẽ lại cái mạch điện thôi, vậy là xong, được chưa? Đó, đó là cái bước chúng ta làm. Rồi, cơ bản vậy ha. Rồi, ok, chứ hôm nay chúng ta lý thuyết chúng ta tới đây được rồi ha. Còn tuần sau chúng ta sẽ còn một cái phần lý thuyết nữa, đó là về mạch di dịch. Và tuần sau thì tôi sẽ phát cho các bạn cái đồ án đầu tiên, cái phần ghi dịch này. Còn một phần nữa chúng ta, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần ghi dịch, và tôi sẽ phát cho các bạn cái đồ án tiếp theo, okay, xin lỗi, cái đồ án đầu tiên của cái phần mạch số. Thì trong phần mạch số này cái đồ án nó cũng đơn giản thôi, nó cũng xoay quanh các cái
mạch đếm, mạch ghi dịch, gồm một số cái mạch tổ hợp cơ bản thôi. Thì cái phần này thì yêu cầu các bạn sẽ mô phỏng ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ thiết kế mô phỏng. Cái thứ hai là nếu được thì các bạn sẽ mua linh kiện chắc để chúng ta có thể thao tác được với cái phần cứng. Thì chúng ta sẽ mua một số linh kiện về chúng ta ráp thử. Thì tôi sẽ cho các bạn những cái mạch đơn giản thôi để mình nó có thể gắn trên project board, nó cũng có thể chạy được ha, không cần phải làm mạch cầu kỳ. Chúng ta chỉ cần gắn lên project board, ví dụ như mạch đếm hay là gì đó, mạch đếm hay là mạch ghi dịch hay là mạch giải mã, mạch mã hóa gì đó ha. Thì nói chung là chúng ta mô phỏng xong nó chạy ok, chúng ta sẽ cắm trên project board thử coi nó chạy như thế nào và chúng ta báo cáo thôi. Đó là cái đồ án thứ nhất là về mạch mạch số ha. Rồi phần mạch xung thì chắc tôi sẽ cũng sẽ đi một khoảng thời gian cũng những cái nội dung cốt lõi thôi chứ chúng cũng không có nhiều lắm ha. Rồi ok, hôm nay chắc chúng ta nhiêu đủ ha, chúng ta sẽ dừng lại đây nha. Rồi tuần sau chúng ta tiếp.